Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 27. Nếu như có một ngày, mà tù thật sự có thể giải trừ phong ấn, người nhà họ Tô nắm giữ bảo tháp, bắt buộc phải khởi động sức mạnh của bảo tháp, dùng tính mạng của mình để phong ấn ma tu lần nữa. Nói đến đây, Tô Thần Binh nhìn Tô Thương, cười hỏi, nhóc thối, bây giờ, con còn muốn bảo tháp nữa không? Lấy mạng ra để thúc động bảo tháp. Đó là người khác. Tháp hư không vốn dĩ là của mình dùng nó chắc chắn sẽ không có bất kỳ thương tổn nào. Muốn. Tô Thương không hề do dự mà gật đầu, sau đó dõng dạc nói cha, sao con nỡ để cha chết được, làm con trai của cha, con phải có trách nhiệm san sẻ gánh nặng với cha, cứ để con gánh vác hết mọi thứ đi. Nếu như ma tu xuất thế thì con sẽ không do dự mà sử dụng sức mạnh của bảo tháp. Cho dù có chết cũng phải trấn áp ông ta lại, tránh cho ông ta làm hại thế gian này. Chấm than. Tô Thần Binh lập tức kích động, vui mừng nói, ý thức của nhóc con nhà con vậy mà cao đến vậy, tốt, không hổ là con trai của cha. Cha. Lúc này, Tô Dực Cân vẫn luôn yên lặng lại mở miệng nói, đưa bảo tháp cho con đi, em trai còn phải nối dõi tông đường cho nhà họ Tô nữa. Dực Cân. Tô Thần Binh xứng người lại, sau đó ý tứ sâu xa nói, sử dụng bảo tháp này nhất định phải có huyết mạch của nhà họ Tô. Tô Dực Cân nghe đến đây, lập tức từ bỏ đi ý nghĩ kia của mình, rồi đứng sang một bên không nói thêm lời nào. Cha! Tô Thương tập trung tinh thần vào tháp hư không, cho nên cuộc nói chuyện của cha và chị gái, anh hoàn toàn không nghĩ nhiều, mà hiếu kỳ hỏi cha vẫn luôn cất giữ hư không. Tháp lưu ly 9 tầng. Tại sao cha không trở thành người tu chân, mà ông cố lại có thể thông qua tháp hư không trở thành cao thủ tu chân chứ? Pháp môn tu chân của ông cố con, cũng không phải đến từ tháp lưu ly 9 tầng mà là hơn 100 năm trước được một đại nhân vật truyền thụ lại cho. Tô Thần Binh nói tiếp, trong tòa bảo tháp này, chứa đựng một lượng lớn linh khí, ông cố con cũng là hấp thụ linh khí ở bên trong tòa tháp này mới có thể nâng cao thực lực của mình lên. Mặc dù nhà họ Tô chúng ta bảo quản tháp lưu ly 9 tầng nhưng cũng không có cách nào sử dụng nó được, bảo tháp có tổng cộng 9 tầng, cũng không mở tầng nào cho chúng ta cả. Lúc đầu bảo tháp trấn áp ma tu kia, cũng không chịu nhận sự khống chế của ông cố con, mà chính bảo tháp này cảm nhận được nguy cơ nên mới lựa chọn cho ông ấy trấn áp. Tô Thần Binh thành thực nói. Thì ra là vậy. Tô Thương gật đầu, sau đó lại nghĩ đến một vấn đề, cha à. Nếu như ông cố của con là người tu chân, vậy thì tại sao không truyền thụ lại pháp môn cho mọi người chứ? Cái này để cho ông trả lời nhé. Tô Thần Binh còn chưa kịp mở miệng thì Tô Kiền Khôn đã nghiêm trang nói, ông từng hỏi cha mình, ông muốn trở thành người tu chân, nhưng lại bị ông ấy từ chối. Tại sao? Tô Thương nghi hoặc nói. Bởi vì bây giờ trái đất không giống lúc trước nữa rồi. Tô Kiền Khôn nói, cha ruột ông chính miệng nói với ông, từ lúc ông ấy kết đan xong, thì đã cảm nhận được bản thân mình sẽ bị trời đất trừng phạt, cùng lúc đó cơ thể ông ấy xuất hiện những thứ kỳ lạ. Kỳ lạ, Tô Thương nhíu mày. Đúng vậy. Chính là kỳ lạ. Tô Kiền Khôn nói tiếp, ông nội con sau khi đạt được kết đan thì rất ít khi ra khỏi cửa. Bởi vì trên cơ thể ông ấy mọc lên rất nhiều lông đen, lại còn rất đau. Càng quỷ dị hơn nữa là linh khí quanh người ông ấy cũng không có cách gì điều động được, đau đến mức chết đi sống lại. Tô Kiền Khôn lại nói tiếp, nhưng vẫn may, ông cố còn có tháp lưu ly 9 tầng, mặc dù không có cách gì sử dụng được nhưng khi ôm bảo tháp này bên người thì những điều kỳ lạ kia lại tan biến mất. Ông cố còn đoán rằng có lẽ chính vì những thứ kỳ lạ này mà mấy ngàn năm trước, những chiến sĩ luyện khí thời Tiền Tần mới biến mất hết toàn bộ. Lúc đó tên ma tu kia pháp môn tu luyện khá là đặc biệt, chắc cũng là một chuyện ngoài ý muốn, mà ông cố con bởi vì có tháp lưu ly 9 tầng mà cũng thành một chuyện ngoại lệ. Tô Kiền Khôn nghiêm mặt nói, ngoài ý muốn chung quy vẫn là ngoài ý muốn, người tu chân bình thường, sau khi đặt chân đến kết đan thì sẽ phải gánh chịu những thứ kỳ lạ, khổ không thể tả, linh khí cũng sẽ bị mất hết trong chốc lát. Cái này, chính là số mệnh cuối cùng của người tu chân. Cho nên trước khi ông ấy chưa hiểu rõ được những thứ này thì ông ấy không muốn người họ Tô dây vào. Nghe ông nội nói xong, Tô Thương liền rơi vào trầm mặc. Trái đất bây giờ, khắp nơi đều đầy rẫy chuyện quỷ dị, đối với người tu chân không tốt chút nào.
Những thứ kỳ lạ trong câu chuyện của ông nội kể có lẽ thật sự có tồn tại, cũng may còn có tháp hư không trấn áp hết tất cả. Đúng rồi. Bỗng nhiên, Tô Thương nghĩ tới cái gì, bèn hỏi, ông nội, nếu như tháp lưu ly 9 tầng có thể trấn áp được những thứ kỳ lạ đó, vậy tại sao ông cố nội không giữ lại nó chứ? Không rõ nữa. Tô Kiền Khôn lắc đầu, sau đó nói, nhưng ông cố con trước giờ chưa bao giờ chấp nhận số mệnh, lúc trước ông vô tình nghe được ông ấy nói một câu. Kỳ lạ, cái gì kỳ lạ chứ? Tô Vô Kỵ tôi sinh ra ở thời đại mạt Pháp, liền phải nhất định như vậy sao? Hừ, thiên đạo sao, người làm tất cả mọi thứ để ngăn cản tôi đạp vào con đường tu chân, Tô Vô Kỵ tôi lại càng muốn phá vỡ hết những thứ kỳ lạ đó, nghịch thiên mà đi, nói cho các người biết cái gì gọi là người nhất định sẽ thắng trời. Tô Kiền Khôn suy đoán nói, đây cũng chính là thái độ của ông cố nội con khi đối mặt với những thứ kỳ lạ đó, có lẽ ông ấy không muốn dựa dẫm vào tháp lưu ly 9 tầng, mà muốn tự dùng sức mạnh của mình đối chọi lại với những thứ kỳ lạ kia. Hai, đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không biết ông cố nội của con có thành công đặt chân tới cảnh giới Nguyên Anh không nữa, và bây giờ ông ấy đang ở nơi đâu. Nói đến đây, Tô Kiền Khôn thở dài một hơi. Về phần Tô Thương ở bên cạnh, thì bị khí phách của ông cố làm cho khiếp sợ rồi. Chống lại lẽ trời. Nhân định thắng thiên. Với thiên phú và khí phách của ông cố nhà mình nếu sinh ra ở Huyền Thiên Tiên Vực, ông ấy chắc chắn cũng là người đứng đầu một phương. Đáng tiếc, ông cố của anh lại sinh ở trái đất thời kỳ mạt Pháp, lãng phí tài năng thiên bẩm cùng nhiệt huyết sôi trào, bị thiên đạo hạn chế, có lẽ đây là khổ ải lớn nhất đời ông ấy rồi. Ông nội. Sau vài giây im lặng, Tô Thương không nhịn được hỏi một câu, ông cố bước vào cảnh giới kết đan thì trên cơ thể mới xuất hiện những điểm không rõ, nhưng nếu là những tu luyện giả khác thì họ có thể chọn bỏ qua bước này. Vĩnh viễn ở lại cảnh giới trúc cơ, nếu vậy không phải có thể tránh khỏi những điểm không rõ đó sao? Cứ như vậy, năm đó ông cố cũng có thể biến thành tu chân giả, chẳng sợ chỉ dừng lại ở cảnh giới trúc cơ, có khi ông cố còn có thể đè bẹp võ giả thượng cổ. Nhà họ Tô ở Côn Luân của chúng ta cần gì phải chịu đựng bị đám tông phái võ thuật đó ức hiếp chứ? Trong mắt Tô Thương tràn ngập vẻ nghi hoặc. Ông cũng từng hỏi ông cố của cháu một câu tương tự, nhưng ông ấy nói. Thiên đạo không ổn định, có lẽ sẽ không thể trụ lại được thêm bao lâu nữa, những tu chân giả cảnh giới trúc cơ cũng sẽ bị những thứ không rõ lôi kéo. Tô Kiền Khôn chỉ giải thích sơ qua rồi nói, ông cố của cháu muốn một mình thử đi trên con đường tu chân, chỉ có như vậy thì ông ấy mới có thể yên tâm để người nhà họ Tô đặt chân vào con đường tu chân. Chẳng qua là chuyện năm đó xảy ra quá đột ngột. Ông ấy chắc chắn đã gặp phải tai nạn nguy hiểm nào đó cho nên tới tận bây giờ vẫn chưa thể thoát ra được. Nói xong những lời cuối cùng, Tô Kiền Khôn lại nhìn về phía Tô Thương, nghiêm mặt nói, cháu nghe lời cha cháu đi, đừng có ý đồ gì với tháp lưu ly 9 tầng nữa. Nếu tên ma tu kia thật sự phá vỡ phong ấn thì chỉ cần ông còn sống, người khống chế tháp lưu ly 9 tầng sẽ là ông. Còn nếu ông chết thì cha cháu sẽ thay ông hoàn thành chuyện này. Cháu cứ việc lùi về sau đi, việc này không tới lượt cháu ra tay đâu. Tô Kiền Khôn cười nói. Trong lòng Tô Thương cảm động không thôi, nhưng tháp hư không vốn thuộc về anh mà. Nếu ông cố thực sự để lại một tia linh khí vậy thì nếu anh dùng tháp hư không để trấn áp tên ma tu kia chắc chắn sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất nào, đương nhiên là ông nội và cha cũng sẽ không đi đến bước đường phải hy sinh vô ích. Ông nội. Cha. Lúc này. Tô Thương nhìn Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh rồi nhẹ nhàng cười, sau đó anh hạ quyết tâm nói, hai người đã kể xong chuyện xưa rồi thì bây giờ đến lượt con nói. Thực ra có một số việc con đã chôn sâu trong lòng bấy lâu, con vẫn không biết nên mở miệng nói với hai người như thế nào, chủ yếu là do con lo trong lòng hai người sẽ không tiếp nhận nổi, sau đó sẽ làm ra hành vi quá mức nào đó với con. Tô Thương lại nhìn Tô Dực Cân. Sau đó anh cười nói, bây giờ chị ấy đã trở lại thì chị ấy sẽ bảo vệ cho con, hơn nữa xương cốt của hai người đã vỡ nát hết rồi, không thể động đậy nổi nữa, nên con cân nhắc hồi lâu rồi quyết định nói cho hai người biết. Trước khi đến, Tô Thương đã tính toán xong xuôi sẽ nói cho cha và ông nội mình biết chuyện mình là Tô Huyền Thiên. Dù sao sớm muộn gì cũng phải nói thật, không bằng bây giờ anh nói thật luôn. Thằng nhãi, con muốn nói chuyện gì? Tô Thần Binh khựng lại một chút, ấy vậy mà lại có chút khủng hoảng,
cắn răng nói, không phải con lại làm con gái nhà ai to bụng rồi đấy chứ? Chấm hỏi. Tô Thương đen mặt nói, cha à, ở trong lòng cha con là loại người bất trị đến vậy sao? Tô Thần Binh nhìn Tô Thương rồi sau đó nghiêm túc gật đầu, ừ. Trời đất, Tô Thương không còn lời nào để nói. Thôi được rồi Tô Thương, rốt cuộc là có chuyện gì, cháu cứ nói thẳng đi. Vẻ mặt Tô Kiền Khôn hiền từ nói, ông biết cha cháu dạy dỗ cháu rất nghiêm khắc, suốt ngày không đánh thì cũng mắng cháu, nhưng cháu cứ yên tâm đi, có ông nội ở đây rồi. Nếu chị cháu Dực Cân không khuyên bảo được cha cháu thì ông cũng sẽ hỗ trợ, nó đừng mong động vào một sợi tóc của cháu. Cha cháu thực sự có khả năng làm ra chuyện đó, nhưng bây giờ xương cốt ông ấy đã vỡ nát cả rồi, nếu còn muốn đánh cháu thì đúng là chuyện viển vông. Tô Thương thầm cười trong lòng, sau đó điều chỉnh lại cảm xúc rồi nói, ông nội, cha, không phải con cố ý gạt hai người chuyện này, hơn nữa chuyện này thực ra phải trách hai người mới phải. Thực ra, ngoài cái tên Tô Thương ra thì bên ngoài, con còn một cái tên khác đó là... Dứt lời, Tô Thương quay người sang chỗ khác, xoay lưng về phía ông nội và cha anh, âm thầm sử dụng thuật dịch dung rồi từ từ quay người lại. Có chuyện thì mau nói. Đừng có kéo dài thời gian nữa, con còn quay qua quay lại làm cái. Tô Thần Binh không kiên nhẫn thúc giục Tô Thương nhưng ngay sau đó, ông ta lập tức nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, vẻ mặt Tô Thần Binh nhanh chóng trở nên kính ngưỡng, vội vàng chào hỏi chú Huyền Thiên. Ôi chú em! Tô Kiền Khôn cũng kích động không thôi, vội vàng cười nói, ha ha ha, chú em ngoan của anh, mấy ngày không gặp làm anh nhớ em muốn chết, mấy hôm nay em bận làm gì thế? Khụ khụ. Tô Thương xấu hổ sờ lên mũi, sau khi biến thành Tô Huyền Thiên, anh nhìn cha và ông mình không biết nên nói cái gì cho phải. Ông nội, cha. Lúc này, vẻ mặt Tô Dực Cân tươi cười nói, hai người có phải nhầm lẫn quá rồi không? Cái gì mà chú Huyền Thiên, cái gì mà chú em, Tô Huyền Thiên chính là Tô Thương đó ạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Gì cơ? Tô Thương. Tô Huyền Thiên là Tô Thương. Nghe cô ấy nói vậy, Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh lập tức phản ứng lại, sắc mặt hai người trầm xuống, vẻ mặt một lời khó nói hết. Vừa rồi bọn họ đột nhiên nhìn thấy Tô Huyền Thiên nên vui mừng quá mức, vì vậy đã bỏ qua một vài chi tiết. Giờ phút này hai người mới hiểu ra lời trước đó Tô Thương nói có ý gì. Thì ra Tô Huyền Thiên chính là Tô Thương. Mẹ kiếp! Người thốt ra những lời vàng ngọc này không phải Tô Thần Binh mà là Tô Kiền Khôn. Từ sau khi lên chức ông nội thì Tô Kiền Khôn không còn sử dụng những từ như vậy nữa. Đã hơn 20 năm ông ấy không nói, hôm nay lại đặc biệt thốt lên, có thể nói tâm trạng ông ấy hiện giờ hỗn loạn tới mức nào. Ông nội, cha. Hai người đừng tức giận, lúc ấy thực sự là con bị ép buộc, bất đắc dĩ mới làm vậy mà thôi. Nhà họ Tô gặp nguy. Con vì phải xử lý tên thiếu diện Phật kia nên mới sử dụng thân phận của Tô Huyền Thiên để giết chết ông ta. Sau đó cháu biết ông nội muốn dùng đá năng lượng để báo đáp Tô Huyền Thiên, hơn nữa còn cố tình đợi ở chợ đen Cửu Môn, mà vì cháu đang cần đá năng lượng nên mới đến đó, định lấy đá năng lượng xong sẽ tẩu thoát luôn. Tô Thương giải thích, nhưng cháu không thể nào ngờ tới ông nội sẽ lôi kéo cháu kết nghĩa anh em, cháu đã kiên quyết từ chối nhưng ông nội không cho. Một hai phải kết thành anh em mới cho đi. Nghe đến đó, khuôn mặt Tô Kiền Khôn co giật một chút, vẻ mặt phức tạp không nói nên lời. Ngay cả Tô Thần Binh cũng oán trách nhìn cha mình một cái, dường như đang trách móc người cha này. Kết nghĩa thì kết nghĩa, cháu chỉ định kết bái cho xong rồi sau đó chạy đi, nhưng mà... Tô Thương nói tiếp, nhưng mà ai có thể ngờ tới ông nội còn cứng rắn kéo cháu đi ăn cơm, rồi còn gọi cha tới nữa. Lúc ấy con còn nói, một người một vẻ nhưng cha cứ không chịu nghe, nằng nặc đòi gọi con là chú. Tô Thương thả tay xuống, bất đắc dĩ nói, con thực sự là bị ép buộc mà, hai người phải tin con. Hô hô! Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh nghe xong thì đều há mồm thở dốc, rõ ràng tức giận đến nổ phổi rồi. Đặc biệt là Tô Kiền Khôn, sắc mặt ông ấy đỏ lựng như gan heo, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng rất nhanh sau đó, hai người đã bình tĩnh lại, trên mặt như miệng giếng lâu năm không gợn sóng,
Yên Bình giống như đã quên mất chuyện vừa nãy. Cha, ông nội. Tô Thương thấy vậy thì khẽ khựng lại rồi kinh ngạc nói, hai người làm sao vậy, nói gì đi chứ ạ? Cha, tuy cha đã tàn phế không thể động đậy được nữa nhưng dù gì cũng mắng con hai ba câu đi, đừng nhịn ở trong lòng, sẽ phát nổ mất đó. Tô Thương lại nhìn về phía Tô Kiền Khôn, cười yếu ớt, nói, cả ông nội nữa, ông tới dạy dỗ cháu đi, bình thường ông hay ra dáng dạy bảo người khác lắm mà, sao bây giờ ông không nói gì nữa thế? Tô Thương. Giọng nói Tô Thần Binh bình tĩnh trả lời, con nghĩ cha mình nhỏ mọn đến vậy sao? Cũng không phải chỉ gọi con vài tiếng chú thôi sao, có là gì đâu, cha biết con không cố ý mà. Tô Thần Binh lộ ra một nụ cười, rộng lượng nói, cha, tha thứ cho con. Thật sao ạ? Trời đất! Tô Thương như chút được gánh nặng, cười nói, cha đúng là có khí phách, là một người rộng rãi, bao dung, con quả thực rất bội phục cha. Tô Thương, cháu đừng tự trách, ông nội cũng tha thứ cho cháu. Lúc này, Tô Kiền Khôn mở miệng nói, cháu cũng không làm gì sai, ai, nếu muốn trách thì chỉ có thể trách chính ông, là ông lú lẫn, nhìn thấy người trẻ tài mạo song toàn thì lại không nhịn được muốn kết nghĩa, ông xin lỗi. Cháu, Tô Thương có phần sợ hãi vì đột nhiên được nuông chiều, vội nói, không, 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 ông nội ơi, là cháu sai, ông đừng tự trách chính mình. Ha ha, chúng ta tạm thời không nói tới chuyện này nữa. Tô Kiền Khôn đầu tiên là cười sau đó tò mò hỏi, Tô Thương này, cháu nói cháu là Tô Huyền Thiên, vậy chẳng phải cháu là cao thủ địa tông hay sao? Không phải đâu ạ. Tô Thương thấy mình không cần phải giấu giếm nữa, vì vậy anh mở tay ra, di chuyển linh khí trong cơ thể mình. Rất nhanh sau đó, một khối ánh sáng linh khí có kích thước bằng quả táo nhảy lên trong lòng bàn tay anh. Ông nội, thực ra cháu không phải là võ giả thượng cổ. Tô Thương khẽ cười, cứ thế nói, cháu và ông Cố Tô Vô Kỵ giống nhau, đều là tu chân giả, trong cơ thể có sẵn linh khí. Khoảng thời gian trước đây, cháu là tu chân giả đạt tới cảnh giới luyện khí, thực lực của cháu từng chút tăng lên. Giết Tiếu Diện Phật, giết Nạp Lan Tổ, giết cao thủ nước Đê, cứ thế thẳng tay chèn ép mọi người, lần trước ở trang viên của nhà họ Tô. Cháu còn lấy thân phận của Tô Huyền Thiên để giết hai gã Thiên Tông hậu kỳ nữa. Không chỉ có vậy. Tô Dực Cân nghe đến đó thì mặt mang ý cười nói tiếp, ông nội, cha, mấy hôm trước, em ấy còn xuất lĩnh Tiêu Đình và đông đảo ám vệ của nhà họ Tô đến chiến trường biên giới phía Nam tàn sát 40 vạn binh lính của quân địch, trong đó bao gồm hơn 3.000 tông sư, thậm chí còn chạy thoát khỏi tay chiến thần Đoan Mộc Lưu không ai địch nổi của nước Đê nữa. Hơn nữa, ngay tối hôm qua, em ấy đã tới Đại Điện Kim Loan, tự tay xóa bỏ bình thân Vương Long Từ Hành có ý đồ mưu phản, được Hoàng Chủ sắc phong làm Tô Soái, thống lĩnh ba quân. Tô Dực Cân nói hết toàn bộ những gì mình đã biết. Những lời đó khiến Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh trợn mắt há mồm, ánh mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ nồng đậm. Tô Thương là Tô Huyền Thiên, riêng chuyện này đã khiến người ta không tài nào tin nổi. Ai ngờ đó mới chỉ là bắt đầu. Tu chân giả đạt tới cảnh giới luyện khí. Nuốt chừng ngàn dặm tại chiến trường biên giới phía Nam. Bình định phản loạn trên Đại Điện Kim Loan. Tô Soái, thống lĩnh ba quân. Tin tức nào cũng giống như một tia sấm sét nổ vang trong đầu Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh khiến hai người mãi sau đó vẫn không thể hoàn hồn. Khoảng chừng nửa phút sau, hai người mới phản ứng lại được. Sau khiếp sợ thì khuôn mặt hai người lộ rõ vẻ mừng rỡ không thôi. Tô Thương, Tô Huyền Thiên, Tô Soái thống lĩnh ba quân, ha ha ha, không ngờ con trai của cha lại có tương lai sáng lạn đến thế, ha ha ha. Tô Thần Binh thoải mái cười to, vẻ vui mừng ngập tràn trong ánh mắt, chuyện này đúng là chuyện vui sướng nhất trên đời mà. Tô Thương, Tô Kiền Khôn cũng vui mừng không kém nhưng ông ấy bắt được điểm quan trọng. Dò hỏi, cháu thực sự đã bước vào hàng ngũ những tu chân giả rồi sao? Được lắm. Tô Thương thu hồi linh khí trong tay lại, gật đầu nói, hiện giờ cháu đã ở luyện khí tầng 9, vẫn còn cách trúc cơ một khoảng xa. Với thực lực hiện giờ của cháu thì không ai dưới thần tông có thể địch nổi, có thể đè nát bất cứ thiên tông nào. Nếu dùng toàn lực thì có thể chống lại bán bộ thần tông. Tô Thương tự tin cười nói. Ăn nói lộn xộn.
Tô Kiền Khôn lo lắng nói, nếu tu chân sẽ sinh ra điểm không rõ, vì sao cháu lại đi trên con đường này, cháu tìm thấy công pháp ở đâu hả? Chuyện đó à, chỉ là trùng hợp mà thôi, cháu may mắn nhặt được một thứ đồ cổ, ở trên đó ghi chép một loại công pháp, cháu cứ tập bừa thôi vậy mà không ngờ lại thành công. Tô Thương không nói thật mà chỉ tùy tiện bịa ra một cái cớ, vì để ông nội an tâm, anh còn nói thêm, ông nội à, ông không cần lo cho cháu đâu, trúc cơ khó lắm, có lẽ cả đời này cháu cũng không lên được trúc cơ đâu. Chỉ cần cháu không chạm tới cảnh giới trúc cơ thì sẽ không có khả năng chạm đến những thứ không rõ như lời ông cố nói đâu. Tô Thương nói bổ sung, cháu đã rất hài lòng với thực lực hiện giờ của mình, chỉ cần giữ ổn định là được, ít nhất có thể bảo vệ được nhà họ Tô, bảo vệ được những người cháu muốn bảo vệ. Ừ. Tô Kiền Khôn nghe vậy thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, cháu đã có thể suy nghĩ như vậy thì còn gì bằng. Chuyện này cũng coi như một cách để trở nên mạnh mẽ. Nhưng cháu đừng tu luyện nữa, tránh cho trở thành giống ông cố của cháu, không rõ tung tích. Vâng. Tô Thương ngoài mặt thì đồng ý nhưng làm gì có chuyện anh sẽ từ bỏ chuyện tu luyện. Quy tắc của thiên đạo ở trái đất rất bất lợi với tu chân giả, nhưng Tô Thương đã có tháp hư không thì anh có thể bỏ qua những điểm không rõ đấy, không bị hạn chế thăng cấp. Đúng rồi. Tháp hư không? Nghĩ đến đây. Tô Thương nhìn về phía tháp hư không đang lơ lửng giữa không trung lại lên tiếng lần nữa, cha à, cái tháp này cha giao cho con đi, trong cơ thể của con có linh khí, có thể nghiên cứu nó kỹ hơn. Và lại, năm đó ông cố cũng đã từng dùng nó để trấn án tên ma tu kia, con lại giống với ông cố, đều là tu chân giả, có lẽ con có thể không cần mạo hiểm mạng sống của mình mà vẫn có thể khiến tháp lưu ly 9 tầng lần nữa trấn áp ma tu. Tô thần binh nghe anh nói vậy thì tầm mắt ông ta dừng lại trên người Tô Kiền Khôn, thấy cha mình gật đầu thì ông ta cũng đồng ý. Được rồi, vậy con cầm nó đi, nhưng trước hết con cần phải nuôi dưỡng tình cảm với nó thì mới thu nó vào trong đầu được. Tô thần binh đang nói thì thấy Tô Thương chỉ mới vẫy tay một cái, tháp lưu ly 9 tầng đã làm bạn với ông ta hơn 20 năm nay cứ thế mà bị thu vào trong đầu Tô Thương, biến mất không còn tăm hơi. Mẹ ơi! Lạnh lùng đến thế ư. Cả người Tô thần binh ngẩn ra, đen mặt chửi rủa một trận. Ha ha, trong cơ thể của con có linh khí nên nó mới không chờ nổi nữa, vội vàng muốn chọn con. Tô Thương giải thích một chút, cũng không sốt ruột kết nối với tháp hư không mà chỉ nói, cha, ông nội, con đã thu thập xong dược liệu hết rồi, bây giờ có thể trị thương cho hai người, biến hai người trở lại thành người bình thường, không cần nằm bẹp trên giường nữa. Thật ư? Thật ư? Tô thần binh và Tô Kiền Khôn đồng thời lên tiếng, mừng rỡ không thôi, hỏi. Vâng, Tô Thương gật đầu nói. Nếu là Tô Thương của trước kia nói lời nào thì Tô thần binh và Tô Kiền Khôn chắc chắn sẽ không tin. Nhưng bây giờ sau khi đã biết Tô Thương là tu chân giả, bọn họ tin tưởng không sót một lời. Ha ha, cháu trai ngoan của ông, vậy cháu còn đứng đó làm gì nữa? Nhanh bắt đầu đi chứ. Tô Kiền Khôn thúc giục nói. Vâng. Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn về phía Tô Dực Cân, cười nói, chị ơi, quá trình này tương đối phức tạp, phải mất thời gian nửa ngày trời, nếu cứ đứng đây thì chán lắm, hay chị ra ngoài thư giãn một chút đi nhé. Được, em trai, chị giao ông nội và cha lại cho em đấy. Tô Dực Cân đồng ý, sau đó rời khỏi mật thất dưới lòng đất. Ngay sau đó, Tô Thương lập tức ngồi khoanh chân trước mặt ông nội và cha mình, lấy dược liệu ra khỏi nhẫn chữ vật, bắt đầu luyện chế sinh cốt đan. Mẹ kiếp, tên nhóc này đúng là giàu có, đến cả nhẫn chữ vật mà nó cũng có luôn. Thằng bé đang làm gì vậy, luyện chế đan dược sao? Chắc là vậy rồi, hơn nữa không phải là đan dược bình thường. Dùng linh khí để luyện chế, đây có lẽ là phương pháp của luyện khí sĩ thượng cổ. Đan dược luyện xong chính là đan dược thượng cổ. Xem ra Tô Thương không nói dối rồi, chúng ta thật sự có thể khỏi hẳn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã trôi qua nửa ngày. Tô Thương luyện chế sinh cốt đan thành công, sau đó đưa cho ông nội và cha mình ăn. Lại thêm nửa tiếng nữa, Tô Thương dùng thần thức của mình để dò xét thì phát hiện ra xương cốt của ông và cha mình đang lành lại, anh lập tức nở nụ cười. Ông nội, cha, bây giờ hai người có thể xuống giường được rồi,
sau đó hai người nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa thì thực lực cũng sẽ quay lại thôi. Tô Thương đứng lên rồi khẽ cười, nói con rời Giang Bắc đã lâu vẫn chưa gặp lại Lý Nguyệt, con đi tìm cô ấy đây, có việc gì chúng ta sẽ nói chuyện sau. Đứng lại đó, con muốn chạy đi đâu? Nhưng lúc đó, Tô Thần Binh và Tô Kiền Khôn lại đồng thời gọi giật Tô Thương lại. Có chuyện gì vậy à? Tô Thương dừng lại, nghi hoặc hỏi. Ha ha, thằng nhãi danh, con diễn hay lắm, thế mà lại dám để cho cha gọi con một tiếng chú, con đúng là đồ con trai bất hiếu. Tô Thần Binh từ trên giường đứng dậy, ông ta cởi thắt lưng ra, vẻ mặt u ám đi về phía Tô Thương. Hừ, Tô Thương, ông chính là ông của cháu vậy mà cháu còn dám kết nghĩa anh em với ông sao, an tâm cái gì, muốn chọc ông tức chết à? Tô Kiền Khôn cũng đi xuống, sau đó còn cởi giày của mình ra, bước vội về phía Tô Thương. Mẹ kiếp, cha, ông nội, hai người đừng có đổi trắng thay đen, hơn nữa, không phải lúc nãy hai người đã tha thứ cho con rồi sao? Tô Thương lùi về phía sau một bước. Cha lừa con chỉ vì lúc trước cha và ông nội con đều đang tàn phế, không đánh nổi con, chỉ có thể tạm thời xử lý như vậy. Bây giờ thì không thế nữa, cha thấy cả người tràn ngập năng lượng, cần phải xả giận một chút. Hiểu cha chỉ có con trai, Thần Binh, làm tốt lắm, con và cha cùng xông lên đi. Tô Thương, cháu đừng hòng chạy, thử trải nghiệm sự quan tâm, chăm sóc của người lớn trong gia đình đi, nếu cháu dám chạy thì ông sẽ không nhận cháu là cháu trai nữa. Vừa dứt lời, Tô Thần Binh và Tô Kiền Khôn cùng nhau ra tay, rất nhanh sau đó ở hiện trường đã truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Tô Thương. Đây là trận cọ sát thân mật của ba đời ông cháu với nhau, kéo dài khoảng 10 phút mới kết thúc. Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh phối hợp đánh đôi với nhau, các chiêu võ mạnh mẽ, đánh Tô Thương đến nỗi khiến anh ấy phát ra tiếng kêu thảm thiết mãi không thôi. Dù gì ông nội đã nói rồi, anh ấy cũng không thể chạy. Cũng không dám đánh trả lại, chỉ có thể phòng ngự một cách bị động. Hơn nữa, chuyện lần trước đã khiến trong lòng của ông nội và cha nhịn một bụng tức, dù thế nào cũng phải để cho bọn họ chút giận, Tô Thương đã chuẩn bị tốt tâm lý bị đánh một cách tàn bạo rồi. Đánh đi. Đánh một trận cũng được, sau khi đánh xong, vẫn là cha con, ông cháu tốt của nhau. Lúc này, Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh đã dừng tay. Mệt đến nỗi thở hồng hộc. Đặc biệt là Tô Kiền Khôn, đỡ lấy eo của mình nói, ôi, Thần Binh, mau tới đỡ cha với, cha đánh quá mạnh, vẹo cả eo rồi. Vâng cha. Tô Thần Binh vội đi lên phía trước, đỡ lấy Tô Kiền Khôn, sau đó nói, con cũng dùng sức nhiều quá, khiến tay con bây giờ cũng có chút đau, tên nhãi con Tô Thương này, đúng là đáng bị đánh. Hừ, tên nhãi danh này, hại cha vẹo cả eo. Còn khiến tay của con đau nữa, đúng là đáng bị ăn đòn mà. Tô Kiền Khôn nhìn chằm chằm vào Tô Thương, nghiến răng nghiến lợi nói, lần sau còn phải đánh nó một trận nữa. Lần này, trên mặt Tô Thương xanh xao hết cả lên, quay đầu lại hỏi, ông nội, ông đây là không để ý gì hết, hai người đánh con một cách rất là hưng phấn, khiến cho eo vẹo tay đau, còn trách con được sao? Không trách con thì trách ai đây? Tô Kiền Khôn còn chưa nói. Tô Thần Binh đã nhíu mày, nếu không phải con da dày thịt béo, thì chúng ta sẽ bị thương được sao? Con! Khuôn mặt của Tô Thương tràn đầy sự ngỡ ngàng, cha nói có lý đấy, đương nhiên con không có gì để nói rồi. Được rồi! Dưới sự dìu đỡ của Tô Thần Binh, Tô Kiền Khôn ngồi ở một bên giường, sau đó nói một cách lạnh nhạt, chuyện cháu giấu giếm thân phận Tô Huyền Thiên, bỏ qua ở đây đi, còn về việc hôm nay eo của ông bị vẹo. Món nợ này để sau hắn tính. Được, 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 ông là ông nội, ông nói cái gì thì là cái đó ạ. À? Tô Thương vội vàng hùa theo, sau đó nói, bây giờ cháu có thể đi được chưa ạ, à? Bên ngoài còn có một đống chuyện đang chờ cháu đấy. Đợi một chút, đừng sốt ruột vội. Tô Kiền Khôn lại gọi Tô Thương một lần nữa, rồi hỏi, Tô Thương, công pháp tu chân của cháu lợi hại không? Đương nhiên là lợi hại rồi. Tô Thương nhìn sang phía Tô Kiền Khôn, khẽ cười nói, sao vậy ạ, ông nội, ông cũng muốn tu chân sao? Ừ, nếu như có thể, thì dạy cho ông với. Tô Kiền Khôn gật đầu nghiêm túc. Ông nội. Tô Thương nhìn ông nội không giống như đang đùa giỡn, bèn nghi ngờ hỏi,
Khi ông vừa nghe được cháu là người tu chân, phản ứng lúc đó, cháu thấy ông vô cùng bài xích với việc cháu tu chân, sao bây giờ lại muốn tu chân rồi ạ? Ôi! Tô Kiền Khôn lại thở dài một hơi, rồi nói, ông đã suy nghĩ cẩn thận rồi, ông thấy mình bắt buộc phải đi trên con đường tu chân. Ngày trước ông cố của cháu, đắn đo quá nhiều, không truyền cho ông công pháp tu chân, thế nên sau này đối mặt với sự bao vây của rất nhiều tông phái, ông bất lực, chỉ có thể trừng mắt lên nhìn nhà họ Tô bị tiêu diệt. Tô Kiền Khôn nghiêm túc nói, nếu lúc đầu, ông không bận tâm nhiều như thế, mà trở thành một người tu chân, cho dù chỉ là trúc cơ đỉnh phong, không đặt chân đến kết đan, thì cũng có thể che chở được cho nhà họ Tô rồi. Ông đã bỏ lỡ một lần, bây giờ có cơ hội đi trên con đường tu chân, ông không muốn bỏ lỡ một lần nữa. Tô Kiền Khôn tiếp tục nói, hơn nữa, ông tuổi đã cao, đối với cái những thứ kỳ lạ kia, thì còn cách ông quá xa vời rồi, cho nên ông không cần thiết phải suy nghĩ đến những thứ đó. Tô Thương. Lúc này, Tô Thần Binh đứng bên cạnh bèn nói, nếu có thể, thì cũng chuyển công pháp cho cha nữa nhé. Lúc trước cha quản lý tháp lưu ly 9 tầng, gánh trên vai trách nhiệm của nhà họ Tô, thời khắc chuẩn bị hy sinh bản thân để trấn áp ma tu, hơn nữa lúc trước cha còn bị trúng độc, thực lực đã không còn như xưa, cho nên phải bấm bụng chịu đựng, từ trước đến giờ không dám có ý nghĩ tiến đến vùng núi tế trời để cứu mẹ con ra ngoài. Tô Thần Binh nói tiếp, nhưng bây giờ cha giao cho con tháp lưu ly 9 tầng, trách nhiệm là trông coi tên ma tu kia, giờ đây đã ở trên người con. Nếu có một cơ hội, có thể để cha nhanh chóng trở lên mạnh mẽ, có được thực lực coi khinh vùng núi tế trời, cho dù bị quấy rầy mãi không dứt, đau sống không được, cha cũng phải thử. Ánh mắt Tô Thần Binh kiên định nói. Ông nội. Cha. Ánh mắt của Tô Thương, dừng lại trên người Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh, khẽ cười nói, chuyện bảo vệ nhà họ Tô, cứu mẹ con, để hết lên người con là được rồi. Nhưng mà, nếu hai người muốn tu chân, đương nhiên con sẽ đồng ý giúp mọi người. Tô Thương đã đồng ý. Tuổi thọ của người tu chân vô hạn vô tận, cho dù không nhắc đến cha và ông nội, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ khiến hai người họ đi trên con đường tu chân. Còn về cái gọi là... Tô Thương có lòng tin về tốc độ tu chân của bản thân mình, chắc chắn rất nhanh thôi sẽ chạm đến cái kỳ lạ kia, đến lúc đó, dựa vào kinh nghiệm của anh ấy, chắc chắn có thể tìm được cách hóa giải. Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh, nghe được sự đồng ý của Tô Thương, bỗng vô cùng vui mừng, thúc giục Tô Thương lập tức truyền dạy cho hai người họ cách tu chân. Tô Thương vốn định gặp Lý Nguyệt, sau đó đến Sơn Trang Y Vân giải quyết mối nguy hiểm của Dược Vương Điện. Nhưng ông nội và cha cứ giữ anh ấy lại, không cho đi, hết cách, anh ấy đành phải giúp hai người họ đặt chân đến tu chân. Sau đó, Tô Thương lấy vài chục viên đá năng lượng từ vong tay chứa đổ ra, sau đó bố trí tụ linh trận, bận rộn một lúc lâu. Khi tầm 4-5 giờ chiều, cuối cùng Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh cũng trở thành người tu chân rồi. Đây chính là tụ linh trận sao, năng lượng kinh khủng thật. Chân khí hoàn toàn không có gì sánh bằng. Luyện khí tầng thứ nhất, ha ha, bây giờ, cha cũng là người tu chân rồi. Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh ngồi khoanh chân lại, xung quanh mỗi người đều toát ra một luồng chân khí, ánh mắt tràn đầy sự vui mừng. Ông nội, cha, bởi vì chân khí và linh khí không thể cùng nhau tồn tại, cho nên chân khí bên trong cơ thể hai người đã bị con hút ra hết rồi. Tô Thương nhìn về phía hai người họ, cười nói, cha thì không có vấn đề gì, cơ thể là hóa kình, bây giờ luyện khí tầng thứ nhất, cũng có thể so sánh được với hóa kình. Nhưng ông nội, bây giờ ông không còn là người luyện võ ở cảnh giới địa tông nữa, thì không còn cách nào dùng chân khí được, giờ đây thực lực đã giảm sút đi nhiều. Tô Thương nhắc nhở trước, cho nên, trong thời gian ngắn ông đừng đi tìm ông Lý để ra oai nữa, nếu không ông sẽ bị ông ta đánh đấy. Ừ, ông biết rồi, cháu ngoan, cảm ơn cháu nhé. Tô Kiền Khôn cảm kích nói. Tình cảm giữa ông ấy và Lý Thuần Phong, bên ngoài thì tương đương nhau, thực ra là ông ấy đang giấu đi thực lực của mình, ông ấy chỉ là muốn kết bạn với lão giả Lý Thuần Phong này thôi. Nếu như, dùng năng lực cảnh giới địa tông của Tô Kiền Khôn, thì có thể dễ dàng bắt chẹt Lý Thuần Phong. Nhưng cứ như vậy, giữa Lý Thuần Phong và ông ấy, sẽ có khoảng cách. Và chắc chắn sẽ có sự xa cách.
Tóm lại, nếu Tô Khiền Khôn và Lý Thuần Phong đánh nhau, thì không quan tâm đến thắng thua, mà chỉ là đấu võ mồm mà thôi. Ừ. Tô Thương cười cười, sau đó nói tiếp, còn nữa, ông nội, cha, thiên phú của hai người, cũng bình thường, nhưng cũng không cần lo lắng, con sẽ truyền dạy công pháp đỉnh cao nhất cho hai người. Không chỉ có thể nâng cao tốc độ tu chân của hai người, mà thiên phú của hai người còn có thể không ngừng thay đổi nhanh chóng, sau đó phát triển thành một khoảng trống rất lớn. Ngoài công pháp, con còn để lại một bí thuật công phạt, bí thuật thân pháp trong đầu của hai người, dựa vào những kiến thức đó, hai người nghiên cứu một chút đi. Tô Thương vừa nói, lại lấy 800 viên đá từ viên đá năng lượng từ trong vòng tay chứa đổ ra, nói, những thứ này đá năng lượng, nhưng chúng ta là người tu chân, thì gọi là linh thạch. Tuy chỉ là linh thạch hạ phẩm, nhưng đối với người luyện khí mà nói, hiệu quả cũng được đó, hai người luyện hóa những thứ này, chắc chắn có thể đạt tới luyện khí tầng thứ 4, 5. Tô Thương nói tiếp, nhắc mọi người xíu, linh khí ở trái đất mỏng manh, đá năng lượng vô cùng quan trọng, trước mắt số đá năng lượng còn không nhiều, nên con chỉ có thể giúp hai người đến bước này thôi. Sau đó hai người tiếp tục tu luyện, nếu như con không tự nhiên giàu lên, thì chỉ có thể dựa vào bản thân để đi tìm đá năng lượng thôi. Trong vòng tay chứa đồ của Tô Thương, vẫn còn 1-2 nghìn viên đá năng lượng, với dược liệu chứa đầy linh khí. Nhưng những thứ đó, là anh ấy chuẩn bị đến khi trúc cơ mới dùng, không thể lấy ra chia cho cha và ông được. Ừ. Tô Khiền Khôn gật đầu, sau đó để lộ ra một thông tin, chả trách lúc đầu cha ông lại cất giấu 10 vạn viên đá năng lượng. Hóa ra thứ này đối với người tu chân lại quan trọng đến thế. Cái gì cơ? Tô Thương vốn định rời khỏi mật thất, nhưng khi nghe được lời này ngay lập tức dừng chân, ánh mắt hừng hực hỏi, ông nội, ông vừa nói gì thế, ông cố gom góp được bao nhiêu đá năng lượng vậy ạ? Khoảng 50 vạn viên gì đó. Tô Khiền Khôn vừa nhớ lại, vừa nói, trước đây ông cố của cháu là người đứng đầu thiên hạ, hình như đã phát hiện ra một mỏ đá năng lượng. Do đó mới có được số lượng lớn đá năng lượng, toàn bộ số đá đó đều được cất ở kho Côn Luân nhà họ Tô rồi. Thứ đá năng lượng này, người luyện võ bình thường thì không dùng được, ông đoán là bây giờ số đá năng lượng đó, vẫn còn trong kho, đáng tiếc, bây giờ Côn Luân bị gia tộc Tây Môn chiếm đoạt rồi. Mẹ kiếp! Tô Thương bỗng dao động, vỗ ngực nói, ông nội, ông yên tâm, nhiệm vụ san bằng gia tộc Tây Môn, giao cho cháu đi. Hơn 50 vạn viên đá năng lượng đó nha. Chỉ cần có được số tiền cách xù này, thì bản thân hoàn toàn có thể gắng sức ngưng kết kim đan. Tóm lấy. Gia tộc Tây Môn, bắt buộc phải tóm lấy. Nhưng, Tô Thương đã đồng ý với Trương Trọng Ngu, muốn đến tham gia ngày hội võ thuật của hàng trăm tông phái, và còn phải đến vũng núi tế đất để đón mẹ về nữa. Hơn nữa bây giờ, anh ấy còn chưa trúc cơ. Đá năng lượng trong vòng tay chứa đồ tạm thời đủ dùng, chuyện hủy diệt gia tộc Tây Môn, chỉ có thể để đấy đã. Tiếp sau đó, Tô Thương chào tạm biệt với ông và cha, sau đó rời khỏi mật thất. Ban đầu ông chủ của Thiên Cơ Môn, nhận định sau này nhà họ Tô chắc chắn sẽ phất lên, lại huy hoàng hưng thịnh một lần nữa, đã qua nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cha tưởng rằng, người có thể khiến cho nhà họ Tô hùng mạnh hưng thịnh một lần nữa là cha của cha. Ông ấy sẽ uy nghi trở về, càn quét thiên hạ, nhưng bây giờ xem ra, người này chỉ có thể là Tô Thương mà thôi. Cha, đương nhiên là Tô Thương rồi, tên danh con này giấu rất kỹ, hơn nữa cũng biết nhẫn nhịn, con nghĩ kỹ rồi, lúc trước nó từng hỏi con kẻ thù của nhà họ Tô có lai lịch gì, con nói với ó là rất rất mạnh, chắc nó đã ngụy trang thành Tô Huyền Thiên, giấu giếm thân phận, chính là vì che giấu tai mắt của mọi người, cái tính cách này. Chính con cũng thấy vô cùng xấu hổ. Chấm 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 chấm. Sau khi Tô Thương đi, Tô Khiền Khôn và Tô Thần Binh bỗng nhiên khen anh ấy, tràn đầy sự công nhận đối với Tô Thương. Còn Tô Thương, lúc này đang lái chiếc xe Porsche màu trắng, phi như bay trên đường. Anh ấy vừa điều khiển vô lăng, vừa bấm điện thoại gọi cho Lý Nguyệt. Tô Thương. Lúc này, trong điện thoại truyền đến giọng nói thân quen của Lý Nguyệt. Anh ở đây vậy, không bị thương gì chứ? Anh không sao, Tô Thương khẽ cười nói, vợ à, sao em lại đột nhiên hỏi như vậy thế? Lý Nguyệt bỗng nhiên quan tâm như vậy, khiến Tô Thương có chút ngạc nhiên.
Em gọi điện cho anh rất nhiều lần, anh đều không nghe máy, lần trước khi anh như vậy, đều là gặp chuyện gì đó. Lý Nguyệt sốt ruột hỏi, Tô Thương, anh rốt cuộc có chuyện gì không thế, em rất lo lắng cho anh. Anh! Tô Thương nghe thấy những lời này, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Bây giờ Lý Nguyệt quả thực là rất tốt, bản thân mình mất tích vài hôm, đối phương không những không trách mình, mà ngược lại còn lo lắng đến sự an toàn của mình nữa. Một người vợ như vậy, đốt lồng đèn ước nguyện cũng khó mà tìm được. Vợ à, anh không sao thật, em ở đâu, anh đến đón em. Tô Thương dịu dàng nói. Em ở nhà nè, hôm qua nhà em có một người kỳ lạ đến, ông em không cho em ra ngoài nữa. Lý Nguyệt trả lời. Một người kỳ lạ sao? Tô Thương cười rồi hỏi, kỳ lạ nhiều không? Người đó nhìn qua hình như chỉ tầm 4-50 tuổi, nhưng ông nội em lại gọi ông ta là tiền bối. Lý Nguyệt nói tiếp, khi ông ta đến toàn thể gia đình nhà em đều đến tiếp đón một cách vô cùng long trọng. Sau khi người lạ đó vào nhà em, liền tìm một căn phòng, đóng cửa không thèm ra, đến cơm cũng không ăn, không biết ở trong phòng làm cái gì. Lý Nguyệt nói nhỏ, Tô Thương. Em nói nhỏ với anh, sắc mặt người đó trắng bệch, hốc mắt rất sâu, vô cùng u ám, dọa người khác chết mất. Ông em cũng rất sợ ông ta, thận trọng chiêu đãi ông ta, từ trước đến nay em chưa từng thấy ông nội em như vậy hết cả. Lý Nguyệt nói tiếp, hay là, Tô Thương, anh đừng đến nhà em vội, đợi người lạ kia đi rồi, thì chúng ta hẵng gặp nhau. Không sao, anh cũng không quen biết ông ta cũng không thể đánh anh được đúng chứ. Tô Thương đùa giỡn nói, đúng rồi, em biết ông ta tên gì không? Ông ta họ Trương, ông nội em gọi ông ta là tiền bối Trương, hình như ông ta tên. Trương Trường Sinh. Lý Nguyệt nói, đúng rồi, tên là Trương Trường Sinh. Cái gì? Trương Trường Sinh. Nghe thấy ba chữ này, sắc mặt Tô Thương bỗng thay đổi nhiều, ánh mắt thì lạnh lùng hơn trước. Tông chủ Thiết Quyền Tông, Trương Trường Sinh. Đột nhiên lại đến nhà họ Lý. Tô Thương, hôm qua người kỳ lạ đó còn nhìn em một cái, không biết muốn làm gì, một người đến cả ông em cũng sợ, chắc chắn là vô cùng lợi hại. Lúc này, Lý Nguyệt nói, nhưng vẫn may, em nghe ông nói, ông ta chỉ ở nhà em 2 ngày, ngày mai chắc là đi rồi, đến lúc đó, anh hẵng tới tìm em. Vợ à, em đợi ở trong phòng đi, đừng ra khỏi phòng, anh sẽ đến tìm em ngay. Tô Thương nghe vậy, lo lắng nói. Lý Nguyệt nghi ngờ hỏi, sao vậy? Người đó, không phải là thứ gì tốt đẹp cả, anh không giải thích với em nữa, đợi anh. Tô Thương trực tiếp cúp điện thoại, bỏ lại chiếc Porsche, trực tiếp thi triển chỉ xích thiên nhai, cấp tốc tiến về phía trang viên nhà họ Lý. Chấm 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 chấm. Giờ phút này. Trang viên nhà họ Lý. Ở sảnh lớn. Sắc mặt của Lý Thuần Phong và Lý Khuê Võ rất nghiêm trọng. Cha, tiền bối Trương kia quá đáng quá rồi đấy, vậy mà lại yêu cầu Lý Nguyệt và Kỳ Kỳ tối nay cùng nhau. Cùng nhau phục vụ ông ta. Lý Khuê Võ nghiến răng nghiến lợi nói, toàn thể trên dưới nhà họ Lý, đã rất tôn trọng ông ta rồi, nhưng ông ta lại được đằng chân lân đằng đầu, đáng ghét. Ôi! Lý Thuần Phong thở dài một hơi. Tràn đầy sự bất đắc dĩ trên khuôn mặt già nua, tai bay vạ gió, không ngờ rằng bọn họ lại chọn nhà họ Lý để dừng chân, lần này khó mà xử lý, Lý Nguyệt và Kỳ Kỳ phải làm sao mới ổn đây. Cha, ông ta rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Lý Khuê Võ nghi ngờ hỏi. Người này đến từ tông phái võ thuật, là tông chủ Thiết Quyền Tông của núi Tứ Hành. Lý Thuần Phong nói tiếp, nhiều năm về trước, cha và ông ta có duyên gặp mặt một lần, thực lực của ông ta. Đã đặt chân đến Thiên Tông từ lâu rồi, bây giờ lại còn dọa dẫm, e là Lý Nguyệt và Kỳ Kỳ khó mà thoát được kiếp này. Cha, vậy là ý gì thế, lẽ nào cha thật sự muốn đem Lý Nguyệt và Kỳ Kỳ dâng đến tận phòng cho ông ta sao? Sao mà có thể chứ? Lý Thuần Phong nghiêm túc nói, Lý Thuần Phong tôi cho dù có chết, cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng tên Trương Trường Sinh, thực lực quá mạnh. E là chúng ta sẽ không có cách nào ngăn cản được. Lý Thuần Phong thở dài một lần nữa, sau đó nói, ông ta vừa đến nhà họ Lý, đã để ý tới Lý Nguyệt và Kỳ Kỳ, còn dặn dò con phải đưa Lý Nguyệt và Kỳ Kỳ ở lại trang viên, không cho hai đứa nó ra ngoài.
Lúc đó con đã đoán ra lòng dạ của Trương Trường Sinh, nhưng con thực sự bất lực, sợ ông ta nóng giận, hủy diệt nhà họ Lý, nên đành phải làm theo lời ông ta nói. Lý Thuần Phong gượng cười, quả nhiên, hôm nay ông ta lại muốn ra tay với Lý Nguyệt và Kỳ Kỳ, kế hoạch ngày hôm nay, chỉ có thể lén lút đưa Lý Nguyệt và Kỳ Kỳ ra khỏi nhà họ Lý, còn có thể chạy trốn được hay không, thì phải trông chờ vào vận mệnh của hai đứa nó. Khuê Võ, đợi tí nữa cha đến phòng luyện công nói chuyện với Trương Trường Sinh, để phân tán sự chú ý của ông ta, con lặng lẽ đưa Lý Nguyệt và Kỳ Kỳ ra khỏi nhà họ Lý. Lý Thuần Phong nhìn về phía Lý Khuê Võ, vẻ mặt phức tạp, nói, đến khi ấy con cũng đừng quay về nữa, mang theo ít tiền, các con cao chạy xa bay đi, cứ coi. Cứ coi như ở Giang Bắc không có nhà họ Lý. Cha! Lý Khuê Võ tiếp nhận ánh mắt của Lý Thuần Phong, nhưng nghĩ ra điều gì đó, trong mắt đã rưng rưng nước mắt rồi. Đàn ông con trai khóc cái gì mà khóc? Nhớ lấy, làm theo lời cha nói. Giữ lấy huyết mạch nhà họ Lý là quan trọng hơn bất cứ cái gì. Lý Thuần Phong kiên quyết không do dự nói, sau đó liền đi đến phòng luyện công tìm Trương Trường Sinh. Ha ha! Lý Thuần Phong, ông vĩ đại thật đấy. Chính lúc này, một giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên ở sảnh lớn. Sau đó, một người đàn ông mặc quần áo hiệp sĩ màu trắng, đội một chiếc mũ dạ cao, bước vào phía trong. Người này thân hình cao lớn, khoảng 1m8, cỡ 40-50 tuổi, sắc mặt là trắng bạch dị thường. Ông ta chính là tông chủ Thiết Quyền Tông, lão tổ tông nhà họ Trương ở thành phố, Trương Trường Sinh. Hai ngày trước, ông ta đi vào Giang Bắc, cùng với nhà họ Đỗ ở Thâm Thành, cổ Hồng Nguyệt của Tam Đồng Kiều, cùng nhau đi đến Sơn Trang Y Vân. Trong lúc đó, Trương Trường Sinh cùng với trụ cột Dược Phương Điện là Trương Trọng Ngu đã từng đánh nhau. Hai bên đánh nhau không phân thắng bại, kết quả là cả hai bên đều tổn hại. Có điều, nhà họ Đỗ ở Thâm Thành và cổ Hồng Nguyệt còn chưa ra tay. Nếu như hai người này ra tay, Dược Phương Điện nhất định không có cách nào chống trả. Nhưng Trương Trường Sinh biết không nên uy hiếp quá gấp, Dược Phương Điện khác với những thế lực khác. Nếu quá gấp gáp thì sẽ chỉ phản tác dụng mà thôi. Vì thế, Trương Trường Sinh đã thương lượng với Đỗ Minh Viễn và Cổ Hồng Nguyệt, quyết định cho Dược Phương Điện thời gian suy nghĩ là 2 ngày. Sau 2 ngày nữa, họ sẽ cùng nhau đi đến Sơn Trang Y Vân, đến lúc đó, nếu như Dược Phương Điện vẫn cố chấp không tỉnh ngộ, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lần đánh nhau trước đó, mặc dù Trương Trường Sinh đã làm Trương Trọng Ngu bị thương nặng, nhưng chính ông ta cũng bị thương. Dù là không nghiêm trọng, nhưng vẫn phải cần điều dưỡng. Vừa hay ông ta nhớ đến Lý Thuần Phong ở Giang Bắc, nên một mình đi đến nhà họ Lý, để nhà họ Lý tiếp đãi mình. Ai ngờ đi vào trang viên nhà họ Lý, ông ta vừa liếc mắt nhìn là thấy được hai cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ. Một người buộc tóc đuôi sam, bên trong vẻ xinh xắn lại mang vẻ đáng yêu, quả thật là cực phẩm. Một người khác lại đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Có được vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, làm rung động lòng người. Hỏi người bên dưới, Trương Trường Sinh biết được hai người đẹp này, một người là Lý Nguyệt, người kia là Lý Kỳ Kỳ, hơn nữa còn là hai chị em ruột. Chị em gái hả? Trương Trường Sinh nhất thời động lòng, nhưng trên người ông ta còn đang bị thương, vì để không ảnh hưởng đến kế hoạch chèn ép Dược Phương Điện, nên hôm qua ông ta không thưởng thức hai chị em, mà là lựa chọn chị thương trước. Vừa vặn, vết thương của Trương Trường Sinh gần như khỏi hoàn toàn, nên liền thông báo cho Lý Thuần Phong, để ông ấy đem Lý Nguyệt và Lý Kỳ Kỳ đến phòng luyện công của mình. Nhưng Trương Trường Sinh chờ một lúc lâu, đã vội đến mức không nhịn nổi nữa rồi mà vẫn chưa nhìn thấy hai chị em gái họ, thế là liền đi ra ngoài xem thử, kết quả nghe được cuộc trò chuyện của Lý Thuần Phong và Lý Khuê Võ, nhất thời cười lạnh liên tục. Trương tiền bối. Lý Thuần Phong nhìn thấy Trương Trường Sinh. Như gặp kẻ thù lớn, ông ấy nhận thấy được lời nói vừa rồi của mình đã bị Trương Trường Sinh nghe được, nên vội vàng xin xỏ nói, Trương tiền bối, hai cháu gái này của tôi còn nhỏ, mong ông tha cho hai đứa nó. Nếu như ông muốn mở lòng, tôi sẽ tìm cho ông hai người con khác xinh đẹp khác. Lý Thuần Phong nói tiếp, trong trang viên nhà tôi, có 10 người cực xinh đẹp, cơ thể trong sạch, có thể đều đưa đến cho ông, chỉ cần ông tha cho cháu gái của tôi. Ha ha,
những đứa kia chỉ là dung tục thấp hèn mà thôi, không lọt được vào mắt của tôi. Trương Trường Sinh nhìn chăm chú Lý Thuần Phong, cười lạnh lùng nói, hôm nay, bổn tông chủ càng muốn nếm thử hương vị của hai chị em gái kia hơn. Lý Thuần Phong, bổn tông chủ rõ ràng đã thông báo cho ông rồi, ông lại có ý phản nghịch với tôi, ông muốn chết thật sao? Trương Trường Sinh trầm giọng nói. Trương Trường Sinh. Lý Thuần Phong thấy cầu xin không được, liền nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Nguyệt và Kỳ Kỳ là cháu gái của tôi, chỉ cần có tôi ở đây, ông đừng có mơ mà đụng được đến chúng nó. Khuê Võ, nhanh dẫn Lý Nguyệt và Kỳ Kỳ đi đi, cha đến ngăn chặn Trương Trường Sinh. Vừa dứt lời, Lý Thuần Phong liền lấy mấy thanh kiếm dài, quanh thân tản ra uy thế kinh khủng. Ha ha, tông sư bé nhỏ mà thôi, cũng muốn ngăn cản tông chủ đây sao, thật buồn cười. Trương Trường Sinh đứng tại chỗ, vung tay lên, liền đánh bay Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong không hề có sức đánh trả, cơ thể liên tục đụng trên vách tường, phun ra một ngụm máu. Cha! Lý Khuê Võ thấy vậy, liền không cố được nhiều như vậy, nghiến răng nghiến lợi lao đến Trương Trường Sinh. Trương Trường Sinh làm giống lúc nãy, chỉ đưa nhẹ tay, sức mạnh kinh khủng đã khiến Lý Khuê Võ ho ra máu liên tục. Trong khoảnh khắc này, cha con nhà họ Lý đều đã mất đi khả năng chiến đấu, nằm dưới đất hơi thở yếu ớt. Tôi không giết các ông. Nếu tôi cưới hai chị em gái kia, các ông cũng tính là trưởng bối của tôi, ha ha. Bổn tông chủ ở trên đời này, mơ ước lớn nhất là khắp nơi đều có cha mẹ vợ, hôm nay lại có thêm một thành phố rồi. Mẹ vợ thì tôi đã từng thấy rồi, chậc chậc chậc, dáng vẻ vẫn còn ngon lắm, tốt, rất tốt, chuyến đi này đến nhà họ Lý, quả thật không tệ nha. Trương Trương Sinh lộ ra một nụ cười đều giả, nóng lòng làm loại chuyện đó. Cha, ông nội. Đúng lúc này, Lý Nguyệt và Lý Kỳ Kỳ nghe ở đại sảnh có động tĩnh, liền ra khỏi phòng, đồng thời cùng xuất hiện tại đại sảnh. Nhìn thấy Lý Thuần Phong và Lý Khuê Võ đang nằm dưới đất, miệng phun ra máu, hai người vội vàng chạy đến, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hai cháu, chấm SAI cháu sao lại ra đây làm gì, khụ khụ. Lý Thuần Phong yết ớt nói. Ông nội, cha, hu hu hu, hai người chảy nhiều máu quá, để cháu gọi xe cứu thương đến. Lý Kỳ Kỳ khóc như mưa mà nói. Sau khi Lý Nguyệt hoảng sợ, liền tỉnh táo lại, dò hỏi, ông nội, có chuyện gì vậy, ông ta vì sao lại đánh hai người bị thương? Có điều. Lý Thuần Phong còn chưa kịp mở miệng, Trương Trường Sinh đã đi nhanh đến, đầu tiên là lấy cái mũ xuống, cúi người, làm một lễ nghi cực kỳ lịch thiệp, sau đó cười nói, hai vị tiểu thư xinh đẹp, làm quen một chút nha, tôi là Trương Trường Sinh, rất vinh hạnh đêm nay có thể cùng hai vị tiểu thư qua đêm với nhau. Cút ngay đi. Kỳ Kỳ vừa nức nở khóc, vừa nói, ai muốn qua đêm cùng với ông chứ? Ha ha! Ánh mắt Trương Trường Sinh nhìn lên người Kỳ Kỳ, cười đều nói, có đồng ý hay không, không phải do các cô quyết định, cô là Lý Kỳ Kỳ phải không, thật khiến người khác động lòng mà, thế thì bắt đầu từ cô đi. Trương Trường Sinh vung tay lên, cửa đại sảnh trực tiếp đóng lại. Sau đó, ông ta đi đến trước mặt Lý Kỳ Kỳ, nắm lấy cổ tay Kỳ Kỳ, cưỡng ép muốn cởi quần áo Lý Kỳ Kỳ. A! Kỳ Kỳ bị dọa đến kêu lên thảm thiết, ý định tránh khỏi sự khống chế của Trương Trường Sinh, đáng tiếc không làm được gì. Kỳ Kỳ! Lý Nguyệt thấy vậy, vội vàng bước lên phía trước giúp em gái, kết quả Trương Trường Sinh đưa tay lên liền đánh thẳng vào mặt cô. Bốp! Cùng với tiếng vang đó, Lý Nguyệt bị Trương Trường Sinh đánh ngã xuống đất, đầu tóc rối bời, trên mặt hiện ra dấu tay rõ ràng, khóe miệng còn dính vết máu. Lý Nguyệt đang có gấp chứ, từng bước một, rất nhanh sẽ đến lượt cô thôi, ha ha. Trương Trường Sinh liếm môi một cái, cười độc ác nói, nhẹ nhàng kéo một cái, áo trên người Kỳ Kỳ đang mặc liền rơi xuống đất. Hu hu hu. Lý Kỳ Kỳ bất lực khóc thút thít, nhanh chóng bị choáng váng, bên trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Kỳ Kỳ. Lý Nguyệt gọi to một tiếng, không để ý đến những đau đớn trên người, mà bò qua bảo vệ em gái. Thật đúng là tình cảm chị em ha. Trương Trường Sinh thấy vậy, nhấc chân dẫm lên sau lưng Lý Nguyệt, khẽ cười nói, nếu cô đã không muốn chờ đợi,
thế thì bổn tông chủ sẽ đồng ý với cô, cùng làm đi. Nói xong, Trương Trường Sinh liền đẩy Lý Kỳ Kỳ ngã xuống đất. Lý Kỳ Kỳ có được tự do, vội vàng ôm lấy chị Lý Nguyệt, hai người cuộn mình trong góc, run lẩy bẩy. Hai con dê béo nhỏ à, chậc chậc chậc, nước miếng tôi muốn chảy hết ra ngoài rồi đây. Hai mắt Trương Trường Sinh híp lại, lập tức đưa bàn tay nanh vuốt hướng đến chỗ Lý Nguyệt và Lý Kỳ Kỳ. Nhưng vào lúc này, xung quanh bỗng nhiên vang lên một tiếng, cửa đại sảnh nhất thời chia năm xẻ bảy. Sau đó, Tô Thương sắc mặt trầm xuống, nhanh chân đi vào phòng khách, quanh thân tản ra lửa giận ngập trời, ánh mắt tràn đầy sát ý. Trương Trường Sinh, hôm nay, tôi phải lấy thịt của ông, cắt bỏ từng miếng một, để ông chết đi trong sự sợ hãi thống khổ vô tận. Vù! Trương Trường Sinh nhất thời dừng tay lại, ánh mắt tùy ý nhìn lên người Tô Thương, nhíu mày nói, cậu là ai? Tô Thương! Tô Thương nhanh chân đi đến, linh khí của luyện khí tầng thứ 9, không giữ lại chút nào, mà hoàn toàn phóng ra ngoài, chậm rãi ngưng tụ trong lòng bàn tay. Tô Thương, là cậu. Trương Trường Sinh dừng một chút, rất nhanh đã nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt trở nên u ám, biểu cảm hung ác nhìn chăm chú Tô Thương. Chuyện liên quan đến nhà họ Trương ở thành phố, ông ta tất nhiên có nghe được, Trương Tuấn Bình đã từng báo cáo rồi. Chính mình khổ tâm tận lực gây dựng nên cơ nghiệp nhà họ Trương, lại bị một tên khốn hậu bối Tô Thương hủy hoại. Thậm chí, huyết mạch của mình cũng bị Tô Thương loại bỏ. Trương Trường Sinh sớm đã giận không kìm chế được rồi. Nhưng ông ta đang làm chuyện lớn khác, không thể phân thân được, nên mới ở lại Giang Bắc, định sau đó chắc chắn sẽ băm nhỏ Tô Thương thành ngàn mảnh. Có điều, ông ta đã nghe được lai lịch của Tô Thương, cái tên Tô Thương đó, vừa may là cũng người Giang Bắc, đến từ một gia tộc ở Giang Bắc. Đêm nay, ngay từ đầu Trương Trường Sinh đã dự định, sau khi thu phục được hai chị em gái nhà họ Lý, thì sẽ đi tiêu diệt nhà họ Tô. Tô Thương phá hủy gia tộc của ông ta, giết huyết mạch của ông ta lấy cả nhà họ Tô làm mối hận trong lòng. Nhưng ai biết ông ta còn chưa đến nhà họ Tô, Tô Thương lại chủ động tìm đến cửa. Được. Được lắm. Ánh mắt Trương Trường Sinh lạnh lùng, toàn thân chân khí phun trào, nhìn về Tô Thương với ánh mắt tràn đầy sát ý. Tô Thương, cháu đến đây làm gì, nhanh đi đi. Lúc này, Lý Khuê Võ nhìn thấy Tô Thương, liền lo lắng nói, người này thực lực cường đại, cháu chỉ là cảnh giới hóa kình mà thôi, chắc chắn không phải đối thủ của ông ta. Khuê Võ, đừng nói nữa, Tô Thương không phải hóa kình. Lý Thuần Phong bên cạnh nhìn Tô Thương, trong mắt tràn đầy kinh ngạc mừng rỡ, uy thế phát ra trên người cậu ấy, so với địa tông còn mạnh mẽ hơn, có lẽ đã đạt đến thiên tông rồi. Sau khi dừng lại vài giây, ánh mắt kinh ngạc mừng rỡ đó liền biến mất, rồi ông thở dài một hơi nói, mặc dù cha không biết sao mà cậu ấy có được sức mạnh cường đại như thế, nhưng mà cảnh giới thiên tông cũng không phải là đối thủ của Trương Trường Sinh, hơn nữa, bây giờ cậu ấy muốn chạy cũng chạy không thoát được. Nghĩ đến đây, Lý Thuần Phong biểu cảm áy náy, Tô Thương, thật ngại quá, là nhà họ Lý chúng tôi đã làm liên lụy cậu rồi. Tô Thương! Lý Nguyệt nghe được lời của ông nội nói. Nước mắt lập tức chảy ra, hai mắt đẫm lệ nhìn Tô Thương, nức nở nói, anh không nên đến. Cha vợ, ông nội Lý, Lý Nguyệt. Tô Thương tiếp đón ánh mắt của ba người, tràn đầy tự tin nói, mọi người không cần quá lo lắng, người này, con có thể đối phó được. Ha ha! Trương Trường Sinh nghe vậy, nhịn không được mà cười nói, thằng nhóc này, nói rõ ràng quá ha, bổn tông chủ đã sớm đặt chân đến bán thần tông rồi, cậu tuổi như vậy. Cho dù thiên phú có cao hơn thì làm sao chứ, dám ở trước mặt bổn tông chủ nói năng bậy bạ, không biết sống chết sao. Chuyện nhà họ Trương ở thành phố, tôi đã nhận được tin tức, Tô Thương, cậu dẫn người xâm nhập vào nhà họ Trương, làm loạn lễ đính hôn, còn giết huyết mạch của tôi, khiêu khích uy nghiêm của Thiết Quyền Tông, hôm nay, tôi sẽ băm cậu thành trăm mảnh. Vừa nói xong, Trương Trường Sinh bỗng nhiên ra tay, nhún người hướng đến Tô Thương mà giết. Trên tay dày đặc chân khí, tản ra uy thế kinh khủng. Hừm, chỉ với ông mà cũng ảo tưởng giết tôi hả? Tô Thương hừm lạnh lùng một tiếng, sau đó cũng đưa tay lên, trực tiếp đón nhận Trương Trường Sinh.
Bàn thạch quyền. Bách thế luân hồi quyền. Hai người hét lớn một tiếng, sau một giây, quả đấm của hai người liền đụng vào nhau. Ầm. Theo âm thanh vang trầm đó, chân khí tiếp xúc với linh khí, hậu quả mạnh mẽ của trận chiến này lập tức sinh ra, xung quanh đều lắc lư giống như gợn sóng. Gần như là ngay lập tức, tất cả những gì bày biện trong đại sảnh đều bị chia năm xẻ bảy. Nhưng mà vẫn còn may mắn, cú va chạm đó chỉ ảnh hưởng đến phạm vi trên 1 mét trở lên trên không trung, không có bất kỳ tổn thương gì đối với mấy người nhà họ Lý. Sau lần va chạm này, Tô Thương lùi lại mấy bước, rõ ràng ở thế yếu hơn một chút, nhưng vẫn không bị thương. Trương Trường Sinh cũng không chịu nổi, đứng tại chỗ mặt đầy mơ hồ, thần sắc lập tức cực kỳ phức tạp. Dưới ảnh hưởng của Bách Thế Luân hồi quyền, ông ta nhớ lại đủ chuyện, vì thế ông ta nhất thời rơi vào cảnh lưỡng lự. Tô Thương tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, đưa tay lên đánh tiếp một trường. Nhưng Trương Trường Sinh cũng không phải người bình thường, dù sao cũng là bán thần tông, rất nhanh liền ổn định lại, tiếp nhận quyền đánh của Tô Thương, sau đó chủ động lùi ra xa 3-4 mét. Thằng nhóc, đây là quyền pháp gì, sao lại có thể tấn công linh hồn được? Trương Trường Sinh nhìn chăm chú Tô Thương, lạnh lùng hỏi. Ha ha, giết quyền pháp của ông. Tô Thương liên tục cười lạnh, lập tức nói, nơi này chật quá đi, không thi triển được, ra ngoài đánh. Cậu sợ làm người nhà họ Lý bị thương sao? Trương Trường Sinh nhìn thoáng qua Lý Nguyệt và Lý Kỳ Kỳ, đắc ý cười nói, ha ha, tôi cũng không muốn lỡ tay làm hai chị em này bị thương, dù sao hai cô ấy tối nay cũng phải phụng tùng tôi. Ra ngoài đánh thì ra ngoài đánh, bổn tông chủ ở trong đình viện chờ cậu. Sau khi nói một câu, Trương Trường Sinh liền nhanh chân đi ra khỏi phòng khách. Sau khi nhìn Trương Trường Sinh rời đi, Tô Thương không chút sợ hãi, anh ấy nhìn thấy trên người Lý Kỳ Kỳ chỉ còn tấm áo lót, run lẩy bẩy. Thế là, Tô Thương nhặt áo dưới đất lên, đi đến trước mặt Kỳ Kỳ, khẽ cười nói, Kỳ Kỳ, đừng sợ, mặc đồ vào đi. Được, được. Lý Kỳ Kỳ run cuống họng trả lời, sau đó mặc đồ vào, cảm kích nói cảm ơn anh rể. Tô Thương cười cười, sau đó nhìn Lý Nguyệt bên cạnh. Ngồi xổm xuống khẽ vuốt khuôn mặt của vợ mình. Trong phút chốc, dấu ngón tay trên mặt Lý Nguyệt liền được linh khí chữa khỏi, khôi phục như lúc đầu. Ngay sau đó, Tô Thương dịu dàng nói, vợ, đừng lo, anh đến rồi, không ai có thể làm bị thương mọi người nữa. Tô Thương, nhưng mà, Lý Nguyệt nhào vào trong ngực Tô Thương, trong mắt đầy nước mắt. Tin anh, Tô Thương để tay lên đầu vợ. Cúi đầu ngửi mái tóc dài của vợ, ngang nhiên lạnh lùng nói, đừng nói là bán thần tông, dù là trụ cột của ba thế lực lớn làm vợ bị thương, anh cũng phải khiến chúng lấy mạng đền tội. Tô Thương không nói láo. Bây giờ, Thục Phân đã trúc cơ thành công. Hơn nữa vì Thục Phân lúc nuốt lượng tinh huyết lớn, nhất là tinh huyết của Đoan Mộc Lưu, đến mức cảnh giới của Thục Phân, vượt xa trúc cơ sơ kỳ. Nếu gọi Thục Phân ra, chắc chắn có thể càn quét giới luyện võ, nghiền ép ba thế lực lớn. Chỉ có điều, với cái tên Trương Trường Sinh này, Tô Thương lại muốn tự tay mình giết, bán thần tông, cũng nằm trong phạm vi mà anh ấy có thể đánh được. Hai thế thực ngang nhau đánh nhau, có thể tăng cường thực lực của mình, vì thế Tô Thương không trực tiếp gọi Thục Phân tỉnh dậy. Tô Thương! Lý Nguyệt nghe được Tô Thương nói, lại ngẩng đầu nhìn vào mắt Tô Thương, đột nhiên trong lòng mềm yếu. Ôm chặt lấy Tô Thương. Vợ, em cứ chờ ở đây trước nhé, anh đi giải quyết ông ta đã, sau này chúng ta lại bên nhau nha. Tô Thương nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc vợ, sau đó đứng dậy liền định đi ra phòng khách. Tô Thương, lúc này Lý Thuần Phong mở miệng, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Thương nói, cháu là một đứa trẻ tốt, đừng miễn cưỡng bản thân, nếu có cơ hội chạy trốn thì cứ chạy đi, đừng suy nghĩ đến chúng tôi. Ông nội Lý. Tô Thương khẽ cười nói, ông yên tâm đi, cháu chắc chắn mà. Nói xong, Tô Thương liền sải bước đi ra ngoài. Sau khi đưa mắt nhìn bóng lưng của Tô Thương càng ngày càng xa, Lý Thuần Phong tràn đầy lo lắng. Trương Trường Sinh đã là bán thần tông rồi, là bán thần tông đó nha, Tô Thương, cháu thật sự có thể thắng được sao? Ông nội! Lý Nguyệt bình tĩnh lại,
ánh mắt kiên định nói, Tô Thương nói được thì nhất định là được. Cháu cũng tin anh rể. Lý Kỳ Kỳ bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy tin tưởng. Từ ngày chị nói rõ sự thật cho cô ấy biết, cô ấy đối với Tô Thương đã không còn ý hận nữa rồi, thậm chí còn cảm thấy anh rể mình rất giỏi. Lại thêm lúc nãy, Tô Thương từ trên trời lao xuống, giải quyết nguy nan trước mắt. Sự thiện cảm của Lý Kỳ Kỳ với Tô Thương, càng ngày càng tăng lên. Chấm chấm chấm. Lúc này, trang viên nhà họ Lý, trong đình viện. Tô Thương đứng đối diện với Trường Trường Sinh, hai người đối đầu gay gắt, ở giữa nơi va chạm khí tức, không gian mờ ảo rung động. Tô Thương. Trường Trường Sinh nhìn chăm chú Tô Thương, lạnh giọng nói, vừa nãy tôi mới phát hiện ra, năng lượng cậu sử dụng không phải là chân khí à? Dòng năng lượng đó, và dòng năng lượng trước đó xuất hiện tại thành phố mà Vương Phú Quý sử dụng, không khác nhau chút nào. Trường Trường Sinh tò mò hỏi, nói cho tôi biết, đây là năng lượng gì, có thể tôi sẽ cho cậu chết một cách thoải mái. Ông nghe nói đến những chiến sĩ luyện khí thời Tiền Tần chưa? Chiến khí luyện khí thời Tiền Tần. Trường Trường Sinh dừng một chút, sau đó kích động nói cậu là người tu chân, nguồn năng lượng kia là linh khí. Không sai. Hai mắt Tô Thương híp lại, lạnh lùng nói, Trường Trường Sinh, ông sớm đã nằm trong danh sách bắt buộc phải chết của tôi rồi, dù là không có chuyện hôm nay, tôi vẫn sẽ giết ông, có thể được chết trong tay của tôi, ông cũng được tính là rất vinh hạnh cho ông đó nha. Ha ha ha. Trường Trường Sinh ngửa mặt lên trời cười to. Giống như không nghe được Tô Thương uy hiếp, mừng rỡ như điên nói, người tu chân, không nghĩ hôm nay tôi có thể gặp được người tu chân. Người xưa kể lại, tu chân có thể trường sinh, tôi tên Trương Trường Sinh, đời này nguyện vọng lớn nhất chính là vĩnh viễn không chết. Trương Trường Sinh nhìn Tô Thương, cười lạnh lùng nói, Tô Thương, đưa phương pháp tu luyện của người tu chân truyền cho tôi sẽ tha cho cậu một mạng, thấy thế nào? Ha ha! Tha cho tôi một mạng, ông thật là ảo tưởng. Tô Thương cười lạnh liên tục, sau đó không chút do dự mà thi triển lưỡi dao nước. Ầm ầm. Ngay lập tức, liền có hai đầu linh khí hình thành nên lưỡi dao nước, gầm thét thẳng hướng Trương Trường Sinh. Bàn thạch quyền. Sau khi biết được Tô Thương là người tu chân, Trương Trường Sinh đã không còn chủ quan chút nào, mà sử dụng quyền pháp đấu lại với lưỡi dao nước. Ầm. Ầm. Sau hai tiếng vang trầm kêu lên, lưỡi dao nước tán loạn. Lực chiến đấu của bán thần tông, thật không thể khinh thường. Có điều. Thời điểm Trương Trường Sinh ra tay ứng phó với lưỡi dao nước, Tô Thương đã di chuyển lên trên, dùng bách thế luân hồi quyền. Lại là quyền pháp này, cậu cho rằng công kích linh hồn vẫn luôn có tác dụng sao? Trương Trường Sinh cười lạnh lùng, sau đó cực kỳ chăm chú. Trầm giọng nói, vững vàng, tim mình như sắt đá, bàn thạch quyền. Cùng lúc đó, ông ta đấm một quyền, đón nhận quyền đấu của Tô Thương. Ầm. Lần va chạm này, Tô Thương rút lui về sau nửa bước, còn Trương Trường Sinh lại vẻn vẹn dừng lại một chút mà thôi. Ha ha. Bổn tông chủ từ nhỏ đã tu luyện bàn thạch quyền, võ công bất phàm, chỉ cần tôi có sự đề phòng trước sự công kích linh hồn của cậu. Thì quyền pháp của cậu cũng bỏ đi mà thôi. Tô Thương, chịu chết đi. Sau khi nhận lấy quyền đấu, Trương Trường Sinh liền thả người tiến lên, không ngừng ra quyền thuật. Với thực lực bây giờ của Tô Thương, đối phó với bán thần tông khá vất vả. Nhưng chắc chắn, anh ấy có thể chi triển huyết tế, cưỡng ép đề cao thực lực. Huyết tế. Nhìn thấy Trương Trường Sinh làm thật, Tô Thương không chần chờ nữa. Lúc này mở ra bí thuật huyết tế. Vù vù. Trong chốc lát, toàn thân Tô Thương khí huyết cuồn cuộn, hai mắt đỏ ngầu, thực lực không ngừng tăng lên gấp đôi. Huyết đan trong vòng tay lưu trữ, thời điểm truy sát Đoan Mộc Lưu, đã bị ăn hết rồi. Nhưng Tô Thương ở trong kho báu của Đoan Mộc Lưu, lại lấy được một nhóm dược tài, trong đó có loại khôi phục khí huyết, vì thế nên không cần lo lắng huyết tế phản phệ. Giờ phút này, Tô Thương lực chiến đấu tăng vọt, thẳng thắn thoải mái, liên tiếp sử dụng bách thế luân hồi quyền. Vốn dĩ anh ấy đang ở thế yếu hơn, bây giờ lại chèn ép đánh Trương Trường Sinh. Ầm, ầm, ầm.
Trương Trường Sinh liên tục tháo chạy, liên tục sử dụng bàn thạch quyền, nhưng đều không phải là đối thủ của Tô Thương. Thủ đoạn thật quỷ dị, trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy mà thực lực đã tăng lên mấy lần, đây chính là người tu chân sao? Trương Trường Sinh mặt mũi đầy ngạc nhiên, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, nhưng ngược lại, ông ta lại cười lạnh nói, hừm, cũng may bổn tông chủ còn giấu con át chủ bài, nếu không thì chỉ sợ lần này thất bại thật. Nghĩ đến đây, Trương Trường Sinh liền liều mạng đánh một quyền với Tô Thương, cơ thể nhân cơ hội mà lùi nhanh về sau, đứng ở khoảng hơn 10 mét. Sau đó, ông ta nhìn Tô Thương chăm chú từ phía xa, cười lạnh nói, Tô Thương, không ngờ rằng cậu còn có loại thủ đoạn này, có điều, thật đáng tiếc, tôi cũng có con át chủ bài khác, hơn nữa, lá bài cuối cùng mà tôi lấy ra, cậu chắc chắn phải chết. Ồ! Tô Thương dừng bước, không thèm để ý, ông có bài gì chứ, sử dụng hết ra đây. Hừm, mọi người này đều biết, Thiết Quyền Tông lấy bàn thạch quyền làm kiệt xuất trong giới cổ võ. Trương Trường Sinh cười lạnh lùng nói, nhưng mà rất ít người biết. Tông chủ Thiết Quyền Tông này, thủ đoạn chân chính không phải quyền pháp, mà là kiếm pháp. Tôi có một cái kiếm, chỉ cần đưa ra là có thể rời núi, lấp biển, chặn sông, chôn vùi chúng sinh. Vù! Trong chốc lát, một thanh trường kiếm từ trong vòng tay lưu trữ lấy ra, tản ra uy thế kinh khủng. Toàn thân thanh kiếm này lập lòe ánh sáng vàng chói, phía trên đầy văn hoa thần bí, có được lực lượng kinh khủng. Vừa mới xuất hiện liền nghiền ép không gian nổ tung. Nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện ra, trên thân cây trường kiếm màu vàng này, có khắc hai chữ thương khung. Kiếm thương khung trong tay, thần tông ở dưới, không bất kỳ ai là đối thủ của tôi. Trương Trường Sinh cầm trong tay trường kiếm màu vàng, sát ý trong mắt lạnh thấu xương, nghiêm túc nói, Tô Thương, cậu định lấy cái gì đánh với tôi? Vòng tay lưu trữ. Kiếm thương khung. Tô Thương nhìn Trương Trường Sinh thản nhiên nói, tôi đúng là đã nhìn nhầm ông, không ngờ ông còn hai thứ tốt thế này. Nếu tôi đoán không sai, vòng tay lưu trữ cùng với thanh trường kiếm màu vàng này, là đồ vật của chủ nhân cánh tay thương cổ kia sao? Sao cậu biết cánh tay thượng cổ? Trương Trường Sinh nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Ha ha! Tô Thương cười lạnh lùng nói, tôi đi đến biệt viện của ông ở thành phố, ở phòng giam cung điện dưới đất. Đã thấy được cánh tay thượng cổ kia. Ông chủ nhà họ Trương các ông, chặt đứt cánh tay của người anh em Trương Phú Quý cậu tôi lấy cánh tay thượng cổ đó, nối lại trên tay của cậu ấy rồi. Tô Thương khẽ cười nói, bây giờ, cánh tay thượng cổ đã cùng người anh em Vương Phú Quý của tôi, hòa vào làm một cơ thể rồi. Cái gì? Trương Trường Sinh sắc mặt thay đổi lớn, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết, Tô Thương, tôi phải giết cậu. Thế nào, cánh tay kia rất quan trọng với ông sao? Tô Thương biết nhưng vẫn hỏi lại. Đó là thánh vật của Thiết Quyền Tông chúng tôi. Cậu lại lấy thánh vật, nối vào trên cơ thể một kẻ phế nhân kia. À, Tô Thương, chịu chết đi. Trương Trường Sinh giận không kiềm được, lập tức phung thanh trường kiếm màu vàng trong tay ra. Soạt. Sau một giây, liền có một luồng kiếm khí kinh khủng, xét vào không gian. Trực tiếp đến thẳng hướng của Tô Thương. Không ổn rồi. Tô Thương ánh mắt run lên, tự biết mình không có cách nào đón lấy một kiếm này, liền vội vàng thi triển chỉ xích thiên nhai, để tránh đi. Hừm. Vận may tốt lắm, thế mà vẫn tránh được một kiếm của bổn tông chủ, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Sau đó, Trương Trường Sinh tay cầm kiếm thương khung, không ngừng vũng vẫy. Vô số nhát kiếm mang sát khí tàn phá bừa bãi khắp nơi. Đối mặt với bán thần tông, dù là Tô Thương thi triển chỉ xích thiên nhai, hành tung vẫn bại lộ như thường. Nhưng vẫn may mắn là chỉ xích thiên nhai tốc độ rất nhanh, mỗi lần vừa vặn đều tránh được kiếm khí. Trương Trường Sinh như là kiếm thần sống, lộ rõ tài năng, đứng tại chỗ không ngừng khuấy động kiếm thương khung, kiếm khí màu vàng nghiền ép khắp nơi. Cứ như vậy. Sau khoảng 5, 6 phút Tô Thương tránh né, trong lúc không cẩn thận bị kiếm khí đánh vào chúng một lần, nhưng cũng may là không phải bị gì nặng. Mặc dù đang lẩn trốn, nhưng trong lòng anh ấy đã có đối sách. Bây giờ trong vòng tay lưu trữ, anh ấy có thêm đá thiên ẩn, chỉ cần mở ra, khí tức sẽ biến mất, lại thêm chỉ xích thiên nhai,
Trương Trường Sinh đừng mơ đến chuyện cảm giác được vị trí của anh ấy. Chỉ có điều. Bây giờ Trương Trường Sinh khí thế đang hừng hực, dù là Tô Thương ẩn tàng khí tức, lặng lẽ sờ đến trước mặt ông ta, chỉ sợ cũng khó mà loại bỏ được. Dù sao ông ta đạt được cảnh giới này rồi, lại có thêm sức mạnh của kiếm thương khung, năng lực cảm giác được nguy hiểm chắc chắn cũng sẽ tăng lên. Nếu như một trường không thành, Trương Trường Sinh chắc chắn sẽ có cảnh giác, có lẽ sẽ chạy đến trang viên nhà họ Lý. Tô Thương không muốn đánh rắn động cỏ, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải ra tay đến chết mới thôi. Vì thế, anh ấy đang ẩn nấp, làm giảm bớt sự kiên nhẫn của Trương Trường Sinh trước, đồng thời để ông ta nghĩ mình không có lực đánh trả, từ đó mới buông lỏng cảnh giác. Chờ đến khi Trương Trường Sinh buông lỏng hơn, cũng sẽ là thời cơ tốt nhất để Tô Thương ra tay. Thế là, Tô Thương thi triển chỉ xích thiên nhai, lại qua thêm mười mấy phút. Gần nửa tiếng, đánh mãi không được, Trương Trường Sinh tức thở hổn hển, chân khí trong cơ thể lại tiêu hao cũng khá nhiều. Hừm, Tô Thương, con rùa rụt cổ, cậu chỉ có biết tránh né thôi đúng không? Trương Trường Sinh vừa vung kiếm, vừa mở miệng châm chọc Tô Thương, đáng tiếc, Tô Thương không rảnh mà để ý. A, à, đáng giận. Trương Trường Sinh như sắp nổ tung, cuồng loạn hô lên một tiếng, đồng thời vung kiếm lung tung. Chính là lúc này. Tô Thương thấy vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, lập tức mở ra đá thiên ẩn. Trong chốc lát, khí tức của anh ấy ẩn giấu đi, cơ thể cũng như biến mất trong hư không. Trong đình viện, dường như chưa từng có người này. Hừm. Trương Trường Sinh khẽ nhíu mày, kinh ngạc nói cậu ở đâu rồi? Không xong rồi. Trương Trường Sinh nhìn xung quanh tứ phía, muốn tìm bóng dáng của Tô Thương, nhưng vào lúc này, ông ta đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, nhất thời trong lòng run lên. Ông ta muốn vung kiếm đánh ra, nhưng đáng tiếc đã không còn kịp nữa rồi. Tô Thương đã xuất hiện ngay trước mặt Trương Trường Sinh, dùng một nguyền liên tục đánh vào lồng ngực của ông ta. Phù. Sau một lúc, Trương Trường Sinh phun ra một ngụm máu, thân thể bay ra ngoài, máu văng tung tóe lên trời cao. Đồng thời, kiếm thương khung cũng rời khỏi tay, hiện lên một hình dáng như đường vòng cung, từ từ rơi xuống đất. Tô Thương nhanh tay nhanh mắt, bay lên không trung, trực tiếp lấy kiếm thương khung nắm vào tay mình. Vù! Kiếm thương khung bị Tô Thương khống chế, cũng không trung thành, mà kịch liệt rung động, muốn tránh thoát khỏi Tô Thương. Hừm! Chỉ là linh khí thượng phẩm, cũng dám làm càn trước mặt tao sao, dừng lại cho tao. Tô Thương nhìn chăm chú kiếm thương khung, quanh thân phóng ra một luồng khí tức tự cao tự đại, bao phủ khắp thân kiếm thương khung. Uy thế tiên đế, bao trùm tất cả. Gần như là trong chốc lát, kiếm thương khung liền không rung nữa, trung thành bị Tô Thương nắm giữ. Khụ, kiếm thương khung của tôi. Trương Trường Sinh rơi xuống đất, phun ra máu thêm lần nữa, nhưng ông ta bất chấp không lau đi, mà nhún người nhảy lên muốn cướp lại cây trường kiếm màu vàng này. Tô Thương thấy vậy, đứng tại chỗ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, vừa rồi ông vung kiếm thoải mái quá nhỉ, bây giờ, đến lượt tôi rồi. Vừa dứt lời, Tô Thương cầm kiếm huy động, kiếm khí màu vàng óng tùy theo động tác của anh ấy mà vung ra ngoài. Lần kiếm khí này, so với lúc Trương Trường Sinh đánh ra, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Phù! Sau một giây, hai chân Trương Trường Sinh liền bị kiếm khí đồng loạt chặt đứt. Cơ thể tất nhiên theo đó mà nằm sạp xuống đất. A! À, Trương Trường Sinh thống khổ kêu thảm thiết, đồng thời nhìn thoáng qua hai chân của mình, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Giờ phút này, từ bắp chân trở xuống của ông ta, đã không thuộc về ông ta nữa rồi, đầu gối cũng lộ ra cục xương màu trắng. Tôi nói rồi, tôi sẽ khiến ông trong sợ hãi và tuyệt vọng, từng bước mà chết. Tô Thương nhanh chân đi tới. Đứng ở trước mặt Trương Trường Sinh, tiếp tục huy động kiếm thương khung. Kiếm khí màu vàng óng liên tục phun ra, cắt từng bộ phận trên cơ thể Trương Trường Sinh, kéo dài đến chừng 3 phút. Băm vằm trăm mảnh. Chỉ có điều là, bây giờ, cơ thể Trương Trường Sinh đã biến thành một bãi nịt nát rồi, nhưng những vị trí quan trọng lại không hề tổn hại chút nào. Đến mức, ông ta đau đến không muốn sống nữa, nhưng vẫn còn sống.
ý thức lại vẫn rất rõ ràng. Đôi mắt Trương Trường Sinh nhìn Tô Thương, trong miệng đã mất đi năng lực cầu xin tha thứ. Bây giờ, ông có thể chết được rồi. Ánh mắt Tô Thương lạnh lùng, không có chút thương hại nào, cuối cùng dùng một kiếm phá nát cổ họng Trương Trường Sinh. Đến bây giờ, tông chủ Thiết Quyền Tông Trương Trường Sinh, đi đời nhà ma. Tô Thương trực tiếp lấy đống thịt nát thu vào vòng tay lưu trữ của mình, đồng thời thấy đi vòng tay lưu trữ của Trương Trường Sinh. Ha ha, được lắm, cái lão Trương Trường Sinh này không hổ là tông phái đứng đầu, trong vòng tay lưu trữ mặc dù không có đá năng lượng, nhưng lại có rất nhiều dược tài và đan dược. Tô Thương vừa động tâm, mở ra vòng tay lưu trữ của Trương Trường Sinh, thoáng có chút khét bỏ, có điều không gian của chiếc vòng này nhỏ quá đi, chỉ có 3 mét khối, hơn nữa lại không thể chứa được vật sống, với mình mà nói không có tác dụng gì nhiều. Khi thu được vòng tay lưu trữ, ánh mắt Tô Thương lần nữa lại nhìn vào trên mặt kiếm trường màu vàng, hài lòng nói thượng phẩm linh khí, kiếm thương khung. Ở Huyền Thiên Tiên Vực, loại linh khí này cũng có thể được xem như tạm được, nhưng khó mà đạt được ở nơi cao quý, có điều không ngờ rằng, ở trái đất lại có linh khí đẳng cấp này. Tô Thương cười nói, có nó rồi, người luyện võ cấp bậc như Trương Trường Sinh, thì không đáng nhắc đến. Dù là không sử dụng huyết tế bí thuật, không mở ra đá thiên ẩn, vẫn có thể giết chết bán thần tông, hơn nữa còn là quang minh chính đại mà giết. Nghĩ đến đây, Tô Thương hài lòng lấy kiếm thương khung thu vào vòng tay lưu trữ. Tô Thương, Trương Trường Sinh đâu rồi? Đúng lúc này, Lý Thuần Phong dẫn đầu mọi người nhà họ Lý từ phòng khách đi ra. Ông ta bị giết rồi, Tô Thương hờ hững nói. Cái gì, cháu thế này mà có thể loại bỏ được bán thần tông sao? Lý Thuần Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau khi nhìn quanh tứ phía, hỏi thế xác của ông ta đâu? Ông nội Lý, ở trước mặt Lý Nguyệt và Kỳ Kỳ, những chuyện này ông đừng hỏi nữa. Tô Thương cười cười, cũng không trả lời. Lý Thuần Phong gật gật đầu, không cần nói nhiều lời, dùng ánh mắt kích động khác thường nhìn Tô Thương, có tán thưởng, có kinh hãi, có nghi ngờ. Tô Thương, anh không bị thương chứ? Lúc này, Lý Nguyệt đi đến, ân cần hỏi thăm. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, không, anh vẫn ổn, mấy ngày nay không gặp, em có nhớ anh không? Có, Lý Nguyệt ngượng ngùng gật đầu. Ha ha! Tô Thương ôm lấy vợ, đối mặt với khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ của vợ mình, liền mạnh mẽ mà hôn lên một cái. Đừng ầm ĩ nữa, ông nội bọn họ còn ở đây. Lý Nguyệt thẹn thùng đánh vào ngực Tô Thương một cái. Không sao cả, ông nội và cha vợ đâu phải người ngoài. Tô Thương khẽ cười, sau đó không coi ai ra gì ôm lấy Lý Nguyệt, lại hôn thêm một cái. Khụ khụ. Lúc này, Lý Thuần Phong ho khan hai tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Tô Thương. Sau khi biết Tô Thương có thể giết bán thần tông, biểu cảm lúc ông ta nhìn về Tô Thương cũng đã thay đổi, trong mắt tràn ngập kính nể, cẩn thận dè dặt hỏi Tô. Tô Thương. Rốt cuộc là đã xảy chuyện gì, vì sao thực lực của cháu lại trở nên mạnh như vậy? Nguyệt Nguyệt, em với Kỳ Kỳ về phòng trước đi. Anh với cha vợ, với cả ông nội Lý nói chuyện một chút, đợi lát nữa lại anh sẽ đến tìm em. Tô Thương dịu dàng cười nói. Được. Lý Nguyệt bị hôn hai cái trước mặt mọi người, cảm thấy ở đây có chút xấu hổ, cho nên lập tức ngượng ngùng khẽ gật đầu đồng ý. Anh rể, vậy em và chị đi trước. Lý Kỳ Kỳ chào tạm biệt với Tô Thương, đôi mắt xinh đẹp nhìn Tô Thương, khuôn mặt đáng yên hơi phiếm hồng. Trải qua chuyện vừa rồi, không biết vì sao mà cô ta cứ luôn cảm thấy anh rể không giống như trước kia. Trước kia, Tô Thương ở trong lòng cô ta chính là một tên siêu cấp ăn chơi, rốt nát kém cỏi. Lý Kỳ Kỳ căm ghét Tô Thương, thậm chí còn tức giận thay chị gái, ra tay đánh Tô Thương. Nhưng hôm nay, lúc nhìn Tô Thương, trong lòng cô ta lại dâng lên một tia gợn sóng. Nếu như trong lòng cô ta là một hồ nước yên tĩnh, vậy giọng nói, dáng điệu và nụ cười của Tô Thương lại giống như một hòn đá rơi vào trong hồ nước làm cho trái tim của cô ta không còn bình tĩnh nữa, mà lại nổi lên từng cơn gợn sóng. Các em cứ đi đi, Tô Thương nhẹ nhàng cười nói. Vâng. Sau khi được Tô Thương cho phép, Lý Kỳ Kỳ và Lý Nguyệt lập tức rời khỏi. Ông nội,
có một số việc nếu Tô Thương không muốn nói thì ông đừng ép hỏi gắt gao quá, đừng làm khó anh ấy. Trước khi đi, Lý Nguyệt không quên nhắc nhở Lý Thuần Phong, lo lắng cho Tô Thương đủ điều này làm cho Tô Thương vô cùng cảm động. Nhìn theo vợ và Lý Kỳ Kỳ đi xa, sau đó Tô Thương nhìn Lý Thuần Phong, nhẹ nhàng cười nói, ông nội Lý, cháu biết trong lòng ông có rất nhiều nghi ngờ, cháu và Nguyệt Nguyệt có hôn ước, ông nội và cha vợ đều không phải là người ngoài, nói cho hai người biết cũng không sao cả. Tô Thương nói tiếp, về thực lực của cháu, cái này chỉ là cháu gặp may thôi, ngoài ý muốn nhặt được một loại pháp môn tu chân mạnh mẽ, may mắn trở thành người tu chân. Người tu chân. Lý Thuần Phong nghe anh nói như vậy thì nhất thời chấn động, vẻ mặt ngạc nhiên nói, ý cháu là thượng cổ luyện khí sĩ sao? Không sai. Tô Thương gật đầu nói, bây giờ cháu đã đặt chân vào luyện khí tầng 9, chỉ thiếu một bước là có thể đạt được trúc cơ. Còn về phần sức chiến đấu của cháu, thì ông nội cũng thấy được, dốc hết sức chiến đấu thì có thể giết chết bán thần tông. Mạnh như vậy ư? Lý Thuần Phong vô cùng khiếp sợ, thoáng chốc sững sờ tại chỗ, Lý Khuê Võ ở bên cạnh tò mò nói, Tô Thương, nếu con mạnh như vậy sao lại phải che giấu thực lực, làm cho mọi người cho rằng con là đứa ăn chơi? Cha vợ, cha có biết cái gì gọi là giấu nghề không? Tô Thương đã chuẩn bị xong lý do trước, vì thế đáp lại, nhà họ Tô của con rất có lai lịch, kẻ thù vô cùng lớn mạnh. Nói vậy hai người biết, mẹ con đã chết 5 năm trước, thật ra bà ấy không có qua đời, mà chẳng qua bị người khác mang đi, đối phương xuất thân là một con quái vật khổng lồ. Tô Thương nói tiếp, thực lực của con còn chưa đủ mạnh, cho nên không muốn rút dây động rừng, cho nên lựa chọn chịu đựng, dùng thân phận ăn chơi lêu lổng để che giấu chính mình. Bây giờ con đã có được thực lực để chống lại thế lực kia, đương nhiên không cần phải chịu đựng nữa. Tô Thương nói tiếp, mấy ngày nay, con không ở Giang Bắc, đầu tiên là đi chiến trường biên giới phía Nam, càn quét nơi xa xôi, sau đó thì đến kinh thành chém giết Bình Thân Vương. Bây giờ, đương kim hoàng đế đã sắc phong con làm Tô soái, nắm giữ ba quân. Tô Thương nói từ đầu đến đuôi. Cái gì cơ? Nghe được những lời này. Lý Thuần Phong và Lý Khuê Võ đều trợn mắt há hốc mồm, thật sự họ không biết nên nói gì cho phải. Ban đầu bọn họ cho rằng, Tô Thương uống thông thần đan, nhanh chóng đặt chân vào Hoa Kình, là kỳ tài luyện võ có 102, cho nên vô cùng coi trọng Tô Thương. Nhưng bây giờ bọn họ mới biết được, thành tựu mà Tô Thương đạt được đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Tô Thương. Sau khi dừng lại một lát, Lý Thuần Phong khó hiểu nói. Nếu cháu là người tu chân, vậy sao sau khi uống thông thần đan, ông thấy cháu đã đặt chân vào hóa kình cảnh vậy? Ha ha, ông nội Lý, chân khí mà ông nhìn thấy là do cháu dùng linh khí để ngụy trang. Tô Thương giải thích. Hóa ra là như vậy. Lý Thuần Phong cười khổ nói, ông còn tưởng rằng thông thần đan có hiệu quả với cháu, mà ai ngờ cháu lại đi trên một con đường khác. Ông nội Lý, quả thật thông thần đan đã giúp cháu một ơn lớn. Giúp cho cháu tăng lên một cảnh giới nhỏ. Tô Thương thoáng có chút áy náy nói đến đây, cháu muốn nói xin lỗi ông nội Lý, lúc ấy cháu đã giấu giếm những chuyện này với ông. Tô Thương, cháu khách sao với ông nội Lý làm gì cơ chứ, chúng ta đều là người một nhà mà. Lý Thuần Phong nhìn Tô Thương, hài lòng cười, sau đó lại hỏi, chờ một chút, có một chuyện ông rất tò mò, nếu cháu mạnh như vậy thì sao lúc nhà họ Tô của con gặp nạn? Mà con lại không ra tay, nhiều lần cha và ông nội của cháu gần như mất mạng, nhưng cuối cùng cũng là anh em kết nghĩa của ông nội cháu, Tô Huyền Thiên giúp đỡ giải trừ. Ông nội Lý. Nhắc tới chuyện này, Tô Thương lập tức sờ sống mũi, nhỏ giọng nói, chuyện này, thật ra cháu chính là. Tô Thương vừa muốn thẳng thắn nói ra anh chính là Tô Huyền Thiên, thế nhưng lúc này, Lý Khuê Võ bên cạnh lại đột ngột mở miệng. Nhắc tới Tô Huyền Thiên. Tô Thương, có một chuyện cha đã cất giấu trong lòng đã lâu, nhưng hôm nay nếu cha không nói ra thì cha không thể thoải mái. Lý Khuê Võ nhìn Tô Thương, biểu cảm vô cùng phức tạp, muốn nói rồi lại thôi, nhưng ông ta nhìn Lý Thuần Phong, cuối cùng cũng cắn răng nói, cha à, con cảm thấy nhà họ Lý chúng ta nên đường đường chính chính, chuyện kia, không nên giấu giếm Tô Thương. Hay! Lý Thuần Phong nghe vậy, thở dài một hơi sau đó gật đầu nói. Khuê Võ, con nói đúng, chúng ta không nên giấu giếm nữa,
con nói cho Tô Thương biết đi. Vâng, Lý Khuê Võ gật đầu đồng ý. Tô Thương thì ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn ngập tò mò, cha vợ, là chuyện gì vậy? Tô Thương, chuyện này không có gì quá vẻ vang, nhà họ Lý có lỗi với con, nhưng con có quyền được biết. Lý Khuê Võ đón nhận ánh mắt của Tô Thương, đầu tiên là phòng ngừa trước rồi nói, lời tiếp theo của cha sẽ gây ra đả kích rất lớn với con, có lẽ con sẽ đau lòng muốn chết, cúi đầu dậm chân, cảm giác cuộc đời rơi xuống đáy vực. Nhưng con phải đứng vững, phải tin tưởng chắc chắn cầu vồng luôn ở sau cơn mưa, có ra sao cũng đừng buông bỏ cuộc sống tốt đẹp, bất kỳ việc gì cũng đều phải suy nghĩ theo mặt tốt. Lý Khuê Võ nghiêm túc an ủi. Chết tiệt! Lời này làm cho Tô Thương có chút hoảng hốt, có ý gì đây? Cha vợ, cha mau nói đi, con chịu đựng được. Tô Thương thúc giục nói. Lý Khuê Võ nhìn Tô Thương, vẻ mặt áy náy, cuối cùng mở miệng nói, Tô Thương, con. Bị cắm sừng rồi. Là cha của Nguyệt Nguyệt, chuyện này khiến cha xấu hổ khi mở miệng. Nhưng nhà họ Lý không thể giấu giếm con, người cắm sừng con, chính là Tô Huyền Thiên. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Cái quái gì vậy này? Ông đây chính là Tô Huyền Thiên, anh tự cắm sừng mình hồi nào mà sao anh không biết vậy? Tô Thương nhất thời ngây ngẩn cả người, ngẩn ra lại một hồi lâu mới phản ứng lại. Lúc trước nhà họ Lý gặp nạn, bản thân anh dịch dung thành Tô Huyền Thiên, giải trừ mối nguy hại cho nhà họ Lý. Lúc ấy, Tô Thương mang thân phận Tô Huyền Thiên, có tiếp xúc với Lý Nguyệt. Thế cho nên Lý Thuần Phong và Lý Khuê Võ mới sinh ra hiểu lầm. Sau đó, cha vợ giống như để bù đắp mà còn đưa anh đến câu lạc bộ cao cấp. Vòng vo cả hồi lâu, thì ra chuyện mà cha vợ muốn nói lại là chuyện này, Tô Thương nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Tô Thương! Con làm sao vậy? Con đừng có cười ngốc như vậy. Lý Khuê Võ sợ hãi, vội vàng an ủi nói, cha biết trong lòng con rất buồn. Con cứ phát tiết ra đi, đừng giữ lại trong người, như thế dễ nghẹn đến ngu luôn. Tô Thương. Lý Thuần Phong bên cạnh cũng vội vàng nói, có lẽ Nguyệt Nguyệt chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, cho nên mới có thể cùng Tô Huyền Thiên. Bây giờ nó đã hối cải rồi. Ông già này có thể đảm bảo với con, từ ngày đó về sau, Nguyệt Nguyệt không còn gặp mặt Tô Huyền Thiên nữa. Lý Thuần Phong nói tiếp, nếu cháu bằng lòng tha thứ cho Nguyệt Nguyệt, ngày khác ông lập tức sắp xếp cho các cháu thành thân. Còn nếu như cháu ghét bỏ nó thì cũng không cần phải cố kỵ gì cả, có thể hủy bỏ hôn ước giữa các cháu. Việc này là nhà họ Lý có lỗi với con, nếu có yêu cầu gì thì đều có thể đưa ra, chúng ta chắc chắn sẽ không oán hận. Cha vợ, ông nội Lý. Tô Thương thấy vậy, lập tức muốn trêu chọc hai người, vì thế vẻ mặt lộ ra đau khổ nói, nếu chuyện đã xảy ra. Bây giờ oán giận thì có ích lợi gì đâu. Con thật sự thích Nguyệt Nguyệt, cho nên con bằng lòng chấp nhận tất cả của em ấy, hai người có thể mau chóng sắp xếp cho chúng con kết hôn hay không? Ánh mắt Tô Thương kiên định, nghiêm túc nói, con muốn làm cho Nguyệt Nguyệt hạnh phúc, con sẽ bảo vệ em ấy suốt quãng đời còn lại sau này. Cho đến bây giờ, Tô Thương vẫn chưa phát sinh quan hệ gì với Lý Nguyệt. Lúc trước Lý Nguyệt đã từng nói, chờ ngày đến kết hôn thì cô mới bằng lòng giao lần đầu tiên quý giá của cô cho Tô Thương. Thế nhưng, anh và Lý Nguyệt chỉ có hôn ước với nhau, chứ không hề có đính hôn. Cho nên, Tô Thương muốn nhân cơ hội này đẩy nhanh tốc độ, nhanh chóng động phòng với vợ mình, đến lúc đó. He he he, Tô Thương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.